Xin chào các bác sĩ, xin chào hai báo cáo viên. Hôm nay Dr. QT phối hợp với Hội Hô hấp Việt Nam rất là hân hạnh trình bày với quý vị các cái đề tài về thăm dò chức năng hô hấp. Nhưng mà trước hết thì xin quý vị theo dõi các cái yêu cầu của Hội Hô hấp để quý vị có thể lấy được cái CME. Về quy trình cấp CME của Hội Hô hấp Việt Nam trên nền tảng DocQT, thì theo quy định của Hội Hô hấp Việt Nam thì các bác sĩ cần thực hiện đủ các điều kiện hướng dẫn tại sự kiện trên app DocQT hoặc trên website của Hội Hô hấp Việt Nam. Thứ nhất là đăng ký và đóng phí để trở thành hội viên của Hội Hô hấp thì chỉ có 200.000 đồng một năm thôi, và cung cấp các giấy tờ bắt buộc ở bên dưới là bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề, bản chụp, chứng minh thư nhân dân, bản chụp, đạt tiêu chí tham dự hội thảo như sau. Xin quý vị lưu ý, đã hoàn thành bài pre-test trước khi CME diễn ra. Thứ hai là phải dự trên 75% CME trên app DocQT và làm đúng 75% bài post-test trước ngày 9 tháng 8, 2021, tức là trước ngày thứ hai. Bài test sẽ được mở sau khi hội thảo kết thúc. Và nếu quý vị muốn cấp CME thì cái phí cấp CME là 50.000 đồng và chứng chỉ theo cái thông tin tài khoản của Hội Hấp Việt Nam. Quý bác sĩ đủ điều kiện sẽ được gửi thông báo xác nhận sau đó. Và sau đây thì chúng tôi xin mời bác sĩ Phương Lan trình bày bài đầu tiên. Kính thưa cô Lan, kính thưa thầy Bảo, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu và các quý bác sĩ cùng ekip EQT, để mở đầu cho chương trình CME về chức năng hô hấp ngày hôm nay, bác sĩ Lan xin được trao đổi với các bạn về chúng ta sẽ đọc một kết quả chức năng thông khí như thế nào. Thế thì đầu tiên chúng ta phải xem là đo chức năng thông khí là gì, tức là phương pháp đánh giá thông khí của phổi thông qua các thể tích các lưu lượng khí trong chu trình hô hấp, hít vào, thở ra. Ở đây chúng ta phải hiểu là đo chức năng thông khí, tức là chúng ta chỉ đo cái cơ học, một cách cơ học, cái thể tích cũng như là lưu lượng khí từ ngoài môi trường vào trong phổi và đi ra ngoài, chứ không phải là chúng ta đo được toàn bộ quá trình hô hấp của một cơ thể, như là cơ thể của bệnh nhân. Chúng ta không thể đánh giá được cái quá trình trao đổi khí ở phổi qua màng phế nang mao mạch, cũng như là không đánh giá được quá trình vận chuyển khí, cũng như là không đánh giá được cái tình trạng mà trao đổi oxy và khí CO2 ở mô, mà chỉ là đánh giá một cách cơ học cái tình trạng thông khí phổi, tức là không khí đi vào đi ra ở phổi. Để đo được chức năng thông khí thì chúng ta cần phải có dụng cụ, đó là máy đo chức năng thông khí. Thế thì về máy đo chức năng thông khí thì có rất nhiều loại và kích thước rất khác nhau, và theo thời gian thì máy đo chức năng thông khí ngày càng nhỏ gọn và dễ sử dụng. Đây là những cái máy mà tôi được học bắt đầu làm từ cách đây hơn chục năm, các bạn thấy nó rất là to. Cái máy này chúng ta thấy là nó còn to hơn cả cái máy photocopy bây giờ, nó cũng giống như là máy tính hay là điện thoại, lúc đầu rất là to và theo thời gian thì ngày càng được cải tiến và rất nhỏ gọn. Thế thì chúng ta thấy là đây là những cái máy đo chức năng thông khí hiện nay đang được sử dụng. Nó rất là nhỏ gọn, và máy chức năng thông khí thì nó có hai phần chính, một là phần máy, hai nữa là cái phần nomotax, là cái cảm biến. Thế và với những cái máy này chúng ta có thể mang đi đến xuống cơ sở để chúng ta có thể thực hiện các cái điều tra dịch tễ. Thế với những cái máy như thế này thì tôi muốn lưu ý với các bạn đó là cái máy này nó là máy nhiệt. Chính vì thế cho nên là cái máy in này là in nhiệt, cho nên là sau một thời gian thì cái hình này nó cũng bị mờ đi, giống như là chúng ta làm điện tim ấy, là sau độ vài tháng là nó không còn cái hình gì nữa ở trên tờ giấy. Chính vì vậy khi chúng ta sử dụng máy này thì tôi khuyên các bạn là nên có một cái bảng kết quả viết bằng tay để lưu lại, đặc biệt là hiện tại bây giờ là một là để phục vụ cho theo dõi bệnh nhân, thứ hai nữa là để còn bảo hiểm y tế kiểm tra. Chính vì thế cho nên là chúng ta chỉ dở ra một tờ giấy trắng thì sẽ rất là nguy hiểm và không có gì để có thể nói với lại bảo hiểm y tế là chúng tôi đã thực hiện cái xét nghiệm này cho bệnh nhân. Máy đo chức năng thông khí, đây là máy Coco. Cái máy này thì nó tiện ở chỗ là chúng ta nối với máy tính và chúng ta in bằng máy in, cho nên là không cần phải lưu lại kết quả như là những cái máy trước. Và chức năng thông khí còn có thể đo ở những cái máy rất là hiện đại như là máy đo thể tích ký thân. Ngoài
Ngoài những cái xét nghiệm chuyên sâu thì vẫn đo được chức năng thông khí ở cái máy này. Vậy thì trước khi mà đi đến đọc hướng dẫn các bạn đọc chức năng thông khí thì chúng ta phải đi qua một số điểm chính của chức năng thông khí. Thế thì ưu điểm của máy đo chức năng thông khí là gì? Đó là máy tính toán tự động, chính xác. Khi mà bệnh nhân được đo xong cái là chúng ta đã có kết quả ngay. Nhưng mà phải đảm bảo đường cong đạt chuẩn. Tức là gì? Tức là phải đảm bảo được kỹ thuật đo, phải đạt tiêu chuẩn thì cái kết quả đấy mới có ý nghĩa. Tiếp theo nữa là máy này không tích tụ khí. Các bạn nhìn thấy là khi chúng ta đo là bệnh nhân ngậm vào cái ống và hít vào thở ra thì chúng ta rất là sợ là cái khí này nó sẽ đi vào trong máy. Và sau đó rồi bệnh nhân này hít vào, bệnh nhân này thở ra, bệnh nhân sau lại hít vào và có thể lây nhiễm. Thế thì cái máy đo chức năng thông khí này thì chúng ta thấy là không khí sẽ đi từ miệng bệnh nhân vào cái ống và sau đó sẽ đi ra ngoài. Chính vì thế nó chỉ có những cái khí mà nó bám vào những cái thành này thôi. Nhưng mà những cái dụng cụ này chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời ra để chúng ta có thể vệ sinh, khử khuẩn được. Cho nên là nó khá là an toàn. Tuy vậy thì về cái vấn đề này tôi cũng muốn trao đổi cùng với các bạn. Đấy là gì? Hiện nay thì có rất nhiều bệnh lây nhiễm, không chỉ bệnh COVID là bệnh thực sự hiện nay mà tất cả rất nhiều bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, đặc biệt là bệnh lao mà bây giờ chúng ta vẫn thấy là vẫn còn rất nhiều bệnh lao, bệnh nhân bị lao. Chính vì thế cho nên là chúng ta mới thiết kế là chúng ta sẽ có một cái filter ở đây để khi mà bệnh nhân hít vào thở ra thì những cái vi khuẩn, những cái tác nhân gây bệnh nó sẽ bị lọc, nó bị giữ lại ở filter này và nó không đi vào trong máy. Nhưng những filter này cũng phải đảm bảo để nó không quá dày, để nó ảnh hưởng đến cái kết quả đo chức năng thông khí. Thế thì khi mà tôi đi đến các một số tỉnh trong chương trình dự án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính để hướng dẫn các bạn cũng kiểm tra xem là các bạn làm đúng hay chưa, thì tôi thấy có một số vấn đề mà cũng muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Đấy là gì? Chúng ta thấy là cái filter này khá là đắt tiền, từ 30 đến 50 nghìn một cái filter này. Thế và nguyên tắc là mỗi bệnh nhân là một filter. Như vậy thì cũng do chi phí bảo hiểm không chi trả hết được, cho nên là ở nhiều nơi là các bạn gọi là sáng tạo, các bạn sử dụng một cái filter này cho nhiều người mà các bạn chỉ thay cái ống ngậm này thôi. Thế thì chúng tôi thấy là như vậy còn nguy hiểm hơn là các bạn không dùng filter. Thì các bạn thấy là khi mà bệnh nhân trước hít thở thì sẽ đọng hết cái vi khuẩn tác nhân gây bệnh ở cái màng lọc này và bệnh nhân khác lại thở tiếp thì cái nguy cơ mà người ta hít phải cái vi khuẩn của bệnh nhân trước rất là cao. Có những trường hợp chúng tôi còn thấy là cái filter này nó còn đen xì ra. Đấy, như thế là nó rất là bẩn rồi mà vẫn chưa thay. Như thế thì rất là nguy hiểm. Nên nếu không có filter thì chúng ta để thẳng. Và khi đã sử dụng filter là một bệnh nhân, một filter. Thế thì tiếp theo nữa là gì? Là dễ làm sạch. Thì là chúng ta thấy là cái dụng cụ này, cái dụng cụ mà tiếp xúc chính với bệnh nhân ấy, thì là có thể tháo rời và chúng ta có thể mang đi để chúng ta khử khuẩn. Vậy thì những cái hạn chế của đo chức năng thông khí đó là gì? Đó là phụ thuộc vào thao tác của người đo và sự phối hợp của đối tượng được đo. Tức là gì? Là cái người đo là phải thuần thục kỹ thuật, người ta hướng dẫn tốt thì bệnh nhân sẽ làm theo tốt. Và thứ hai nữa là phải cái đối tượng được đo ấy là phải hiểu và phải làm được theo cái hướng dẫn của người đo. Chính vì thế cho nên là ở những cái khóa tập huấn liên tục về cho điều dưỡng là các bạn phải làm như thế nào, nó có những cái cách mà các bạn điều dưỡng các bạn chia sẻ với nhau để làm sao giúp cho cái cuộc đo đấy nó đạt hiệu quả tốt nhất. Thứ hai nữa là cái hạn chế tiếp theo đấy là không đặc hiệu cho từng bệnh lý hô hấp. Tức là gì? Đo chức năng thông khí xong chúng ta không thể chẩn đoán được bệnh nhân này là bị hen rồi, bệnh nhân này bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi, bệnh nhân này bị giãn phế quản rồi, hay là bệnh nhân này bị gù vẹo cột sống, là chúng ta không thể dựa vào cái chức năng thông khí để chúng ta có thể đánh giá được bệnh nhân này là bệnh gì. Tức là nó không đặc hiệu cho từng bệnh mà nó chỉ hướng chúng ta đến từng nhóm bệnh thôi. Và nó trong những cái chỉ số của chức năng thông khí thì có những chỉ số biến thiên lớn như là FEF2575, tức là đây là cái lưu lượng khoảng giữa, thì ở phần sau thì chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề này. Tức là chỉ số biến thiên lớn, tức là biến thiên lớn giữa các lần đo cũng như là giữa các đợt đo. Vậy thì chức năng thông khí thì là một cái chức năng rất là cơ bản trong lĩnh vực hô hấp, cũng giống như là chúng ta làm điện tim ở trong lĩnh vực tim mạch. Tuy nhiên là chúng ta thấy là bệnh nhân tim mạch thì nhiều hơn bệnh nhân hô hấp rất là nhiều, cho nên chúng ta thấy điện tim thì rất phổ biến. Nhưng mà chức năng thông khí thực ra nó cũng chỉ là một xét nghiệm cơ bản trong lĩnh vực hô hấp. Vậy thì chỉ định chức năng thông khí được chỉ định trong những trường hợp nào? Thứ nhất là giúp các bệnh nhân, giúp chúng ta chẩn đoán các bệnh nhân như là bị hen phế quản hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, rồi là chẩn đoán phân biệt là bệnh nhân này bị hen hay là bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cũng như là chẩn đoán ở các bệnh lý khác như là bệnh nhân bị giảm oxy.
chúng ta không biết được tại sao bệnh nhân lại giảm oxy do tim hay là do phổi, thì chúng ta cũng có thể đo chức năng thông khí cho bệnh nhân. Hay là tự nhiên chúng ta làm khí máu động mạch, chúng ta thấy bệnh nhân này tăng khí carbonic trong máu rất là cao, chúng ta phải kiểm tra xem là đo cho ông xem là liệu ông có phải là CVD không, mặc dù là biểu hiện lâm sàng thì chúng ta thấy không rõ. Hay là những trường hợp đau hồng cầu, chúng tôi thấy là cũng có rất nhiều bệnh nhân ở huyết học. Hiện nay là các bạn thì cũng biết nhiều về hô hấp hơn, và những bệnh nhân đa hồng cầu thì các bạn thì thường giới thiệu sang chuyên khoa hô hấp để khám xem bệnh nhân có bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không, thì có một cái tỷ lệ nhất định là những cái biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đấy là bệnh nhân có đa hồng cầu. Rồi là chỉ định trong những trường hợp để chúng ta đo lường ảnh hưởng của bệnh lên chức năng thông khí, rồi tầm soát các nguy cơ bệnh phổi, ví dụ như là những trường hợp mà người ta hút thuốc rất là nhiều. Rồi là những cái trường hợp mà có phơi nhiễm với các chất độc hại, như là người ta làm ở trong các môi trường như là cầu đường hay là bụi bông, hay là phải tiếp xúc nhiều với những cái khí độc hại, và đánh giá các nghiên cứu người ta xem là những cái thuốc này nó có tốt đối với lại phổi hay không, nó có hiệu quả làm giãn phế quản các thứ hay không. Rồi là tiên lượng trước phẫu thuật để giúp các bác sĩ làm phẫu thuật đấy, cũng như bác sĩ gây mê, người ta tiên lượng được là những trường hợp như thế này chúng ta nên cảnh giác cái gì, chúng ta cần phải chuẩn bị cho bệnh nhân ra sao cho tốt nhất. Về cái vấn đề mà chức năng thông khí trước phẫu thuật thì chúng ta sẽ được nghe thầy Bảo giảng ở bài sau. Chỉ định tiếp theo nữa của đo chức năng thông khí đấy là theo dõi điều trị những thuốc giãn phế quản, những thuốc corticoid trong điều trị hen, hay là những thuốc điều trị bệnh mô kẽ sơ nang thần kinh cơ. Ở những cái thuốc mà về giãn phế quản hay là corticoid trong điều trị hen hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta rất là hiểu rồi. Chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị hai bệnh này, sau đó chúng ta cho bệnh nhân điều trị. Sau đó chúng ta đo lại chức năng thông khí để chúng ta xem là như vậy thuốc chúng ta chỉ định như vậy với bệnh nhân có hiệu quả hay không. Rồi trong bệnh mô kẽ sơ nang, bệnh thần kinh cơ tại sao lại cũng có tác dụng là theo dõi điều trị? Vì những cái bệnh như thế này thì thường là gây rối loạn thông khí hạn chế, nhưng mà chúng ta biết là chức năng thông khí cũng có thể đánh giá một phần được cái rối loạn thông khí hạn chế, và thứ hai là xét nghiệm rất là phổ biến dễ làm, cho nên là chúng ta có thể sơ bộ đánh giá cái chức năng thông khí của bệnh nhân về xem có hạn chế hay không vừa đối với những cái bệnh nhân này. Cái chỉ định tiếp theo nữa đó là theo dõi tác dụng phụ của thuốc có độc tính trên phổi như bleomycin hay là aminodarone. Thế thì chúng ta biết là một số bệnh lý tim mạch, rối loạn nhịp thì có sẽ sử dụng rất nhiều nhóm aminodarone, và những thuốc này nó có tác dụng phụ đó là gây sơ phổi khi dùng kéo dài. Chính vì thế cho nên là các bác sĩ tim mạch hiện tại tôi thấy là người ta cũng để ý nhiều đến tác dụng phụ này của thuốc. Họ thường cho bệnh nhân đo chức năng thông khí trước khi điều trị và đánh giá lại định kỳ sau khi trong quá trình điều trị để xem là bệnh nhân có bị tác dụng phụ của những thuốc tim mạch này hay không. Cái chỉ định tiếp theo đó là đánh giá mức độ tàn tật. Đánh giá mức độ tàn tật thì chúng ta biết rồi, ở các cơ quan mà giám định y khoa ấy, để người ta xem là những cái người này người ta còn được sức khỏe hay không, mức độ tàn tật đến đâu, hay là phục vụ cho cả những vấn đề về y pháp để chúng ta đánh giá xem là ảnh hưởng phổi của bệnh nhân này ở mức độ như thế nào để có chế độ phù hợp cho bệnh nhân. Rồi là các nghiên cứu dịch tễ học, và chúng ta thấy là người ta sử dụng máy đo chức năng thông khí để đánh giá trong các cộng đồng khác nhau, rồi là trong các quần thể khác nhau. Chúng ta thấy là chỉ định của chức năng thông khí rất là rộng như vậy. Vậy thì chống chỉ định của chức năng thông khí như thế nào? Thế thì chúng ta thấy là đây cái hình ảnh nhỏ nhỏ ở góc màn hình đây, chúng ta thấy là bệnh nhân muốn đo được chức năng thông khí là phải ngồi rất là thoải mái. Vậy thì, và thứ hai nữa là đây một cái xét nghiệm mà gắng sức. Chính vì vậy cho nên là nó có những cái chống chỉ định nhất định. Thứ nhất là những cái trường hợp mà đang bị tràn khí màng phổi hay là tràn khí màng phổi mới khỏi thì chúng ta lưu ý là không chỉ định đo chức năng thông khí cho bệnh nhân, vì chúng ta biết là bệnh nhân đang tràn khí đã khó thở sẵn rồi, bây giờ lại gắng sức không khí nó lại lọt vào cái chỗ khoang màng phổi nhiều hơn thì bệnh nhân lại càng khó thở hơn, nguy hiểm, có thể là ngất khi mà chúng ta đang đo chức năng thông khí cho bệnh nhân. Hay là những trường hợp tràn khí màng phổi mới khỏi, bệnh nhân vừa ra viện chúng ta cho đo chức năng thông khí luôn, hay là vừa rút dẫn lưu chúng ta cho đo chức năng thông khí luôn là rất nguy hiểm, vì cái chỗ mà nó bị rách ở phía nang nó bị rách ấy, nó chưa kịp liền, và khi chúng ta cho bệnh nhân làm gắng sức như vậy thì là nó có thể nó lại rách lại cái chỗ đó và nó lại gây tràn khí tái phát. Cái chống chỉ định thứ hai đó là những cái tổn thương phổi có nguy cơ biến chứng như là những cái kén khí lớn, đang ho máu, áp xe phổi, vì những trường hợp như thế chúng ta biết là khi chúng ta cho bệnh nhân đo thì là nó có thể tạo thành biến chứng, tức là kén khí lớn thì gắng sức như vậy nó có thể vỡ kén khí, hay là đang ho máu thì bệnh nhân sẽ ho máu nhiều hơn, rồi áp xe phổi lớn thì là khi tăng áp lực lồng ngực thì nó có thể
làm cho cái ổ áp xe nó vỡ ra, bệnh nhân có thể ực mủ và sẽ gây suy hô hấp. Hay là bệnh nhân đang suy hô hấp sẵn rồi, bệnh nhân không thở nổi, thì làm sao mà chúng ta có thể đo chức năng thông khí cho bệnh nhân? Hay là những trường hợp bệnh nhân không hợp tác, chúng ta nhìn thấy là bệnh nhân phải hiểu kỹ thuật viên nói gì và phải thực hiện theo y lệnh của kỹ thuật viên. Chính vì thế cho nên là người ta phải hợp tác thì mới làm được. Do đó những cái trường hợp mà rối loạn tâm thần là không thể làm được, các bệnh nhân bị điếc, nói mãi không hiểu, không nghe thấy gì cả thì họ cũng không thể nào thực hiện được. Rồi bệnh nhân quá yếu, có những trường hợp bệnh nhân mà mệt quá, không thể ngồi được, thậm chí là nằm. Đấy, cho nên là thì làm sao mà người ta có thể để đo được chức năng thông khí. Thế thì tôi cũng chia sẻ là có những, vì là các bác sĩ, nhiều bác sĩ thì cũng không hiểu cái quy trình đo này như thế nào. Cho nên là có hôm chúng tôi thấy là các bạn ấy đưa cả bệnh nhân mà nằm trên cáng, nằm thẳng cẳng trên cáng, tay còn không giơ lên được để đo chức năng thông khí. Như vậy thì chúng ta sẽ không thể đánh giá được cái tình trạng thực sự phổi của bệnh nhân. Những cái chống chỉ định tiếp theo đó là những cái chấn thương vùng hàm mặt, lồng ngực. Vì chúng ta biết là gì? Là bệnh nhân phải ngậm cái ống này vào miệng và ngậm thật chặt. Đấy, nếu mà bệnh nhân mà có chấn thương vùng hàm mặt thì làm sao mà có thể ngậm ống được, hay là những bệnh nhân bị sưng môi hở hàm ếch, vừa không ngậm được mà nó lại có cái lỗ thông lên trên mũi ấy. Thành thử ra là nó sẽ không đảm bảo được kín từ miệng bệnh nhân vào đến nomotax. Rồi là những trường hợp mà chấn thương lồng ngực, thì có người hỏi tôi là chấn thương lồng ngực thì có liên quan gì đến miệng đâu mà tại sao lại chống chỉ định. Nhưng các bạn biết là gì? À, nó không liên quan đến ngực nhưng nó liên quan đến hô hấp của bệnh nhân, mà lồng ngực là một cái cơ quan quan trọng để hô hấp. Chính vì vậy cho nên là khi mà có những cái chấn thương ở lồng ngực thì chúng ta cũng không đo được chức năng thông khí. Vì bệnh nhân có thở được đâu, bệnh nhân không dám hít sâu vì đau, như thế thì sẽ không đánh giá được cái chức năng thực sự của bệnh nhân. Và cũng vì thế nên là những trường hợp mà bệnh nhân mới phẫu thuật ngực, bụng, mặt thì là chúng ta không thể đo được chức năng thông khí. Thế thì như là có hôm chúng tôi nhận được bệnh nhân là bị chó cắn vào miệng, thế vẫn đang băng kín mồm được đưa đến đo chức năng thông khí. Như vậy thì làm sao mà chúng ta đo có lỗ nào được. Rồi chúng ta biết là đây là một cái xét nghiệm căng sức, vì thế những cái trường hợp mà có các bệnh lý tim mạch nặng ấy, thì chúng ta cũng hạn chế, như là bệnh nhân suy tim, rồi mạch vành, rồi là nghi ngờ phình tách động mạch, là chúng ta cần phải chống chỉ định, không đo những bệnh nhân này vì có thể bệnh nhân xảy ra biến chứng trong quá trình đo. Chúng ta đến mục tiếp theo, đó là chúng ta đo chức năng thông khí như thế nào. Thế thì một vấn đề rất quan trọng đó là phải định chuẩn máy chức năng thông khí hàng ngày. Và nó tùy từng máy, thì có thể là dùng syringe 1 lít hoặc 3 lít. Khuyến cáo là người ta nên sử dụng cái syringe 3 lít và chuẩn máy theo hướng dẫn của từng máy. Cái quy trình chuẩn máy thì nó tùy từng catalog của từng máy một. Và mặc dù đây không phải là việc của bác sĩ, nhưng mà các bác sĩ cần phải biết để nhắc nhở các bạn kỹ thuật viên. Nhiều khi các bạn ấy ngại, mất thời gian, cho nên là các bạn ấy lại không làm, bỏ sót chẳng hạn. Thế làm cho máy nó sẽ không được hoạt động tốt. Tiếp theo nữa là chúng ta chuẩn bị bệnh nhân như thế nào? Vì chúng ta biết là trong quá trình đo chức năng thông khí có thể phải làm test, do đó phải dừng các thuốc giãn phế quản trước khi đo. Nếu chúng ta cho bệnh nhân sử dụng thuốc giãn phế quản trước rồi, đến lúc mà chúng ta làm test thì cái thuốc giãn phế quản đấy nó không có tác dụng nữa, thành thử ra là nó sẽ thành ra chức năng thông khí là có test hồi phục phế quản là sẽ bị âm tính giả. Chính vì thế cho nên chúng ta phải dừng tất cả các thuốc giãn phế quản trước khi đo. Vậy thì thời gian dừng là bao nhiêu lâu? Là từ 4 đến 12 giờ, tùy là chúng ta dùng loại gì và dùng đường nào. Với các thuốc giãn hít tác dụng ngắn thì là chúng ta dừng 4 giờ, tác dụng dài chúng ta dừng trước 12 giờ. Với các thuốc giãn phế quản dạng uống tác dụng ngắn thì chúng ta dừng 8 giờ và dạng phóng tích chậm chúng ta dừng 12 giờ. Vì chúng ta biết là với các thuốc giãn phế quản dạng uống thì nó phải vào dạ dày rồi vào máu rồi đến các cơ quan, cho nên là chúng ta tác dụng nó lâu hơn, nó tác dụng khởi phát lâu hơn cũng như là tác dụng kéo dài hơn. Chính vì vậy chúng ta phải dừng lâu hơn. Chúng ta cần phải dặn bệnh nhân là không hút thuốc trong vòng 2 tiếng, không uống rượu trong vòng 4 tiếng, không gắng sức mạnh. Tại vì sao? Vì khi chúng ta sử dụng những cái hút thuốc rồi uống rượu, nó sẽ ảnh hưởng đến quá chức năng thông khí. Rồi chúng ta thực hiện gắng sức mạnh thì trong vòng 30 phút thì đến lúc đó nó mệt quá rồi, thì nó sẽ không phản ánh được cái kết quả thực sự của bệnh nhân. Không mặc quần áo chật, không ăn quá no trong vòng 2 tiếng. Vì chúng ta biết là không mặc quần áo chật thì hít vào nó căng hết cả quần áo ra thì cũng không chịu được, cũng như là ăn quá no thì bệnh nhân cũng không hít sâu được. Đây là hình ảnh mà chúng ta đo chức năng thông khí. Chúng ta nhìn thấy đo như thế này này, cho nên là chúng ta phải biết được là những bệnh nhân nào có thể đo được. Nhưng có một cái là khi đo chức năng thông khí là các bạn
nhớ dặn các bạn kỹ thuật viên là không để bệnh nhân nhìn vào màn hình. Vì sao? Vì khi mà người ta thở ấy, là nó có những cái đường nó chạy ở trên màn hình này, và người ta sẽ bị phân tâm và có thể làm không đúng theo hướng dẫn, hoặc là người ta lại lựa để cho nó theo cái ý của người ta. Vậy thì mà khi mà chúng ta đo chức năng thông khí thì chúng ta sẽ tìm được những cái lưu lượng gì, những cái thể tích gì. Thế thì chúng ta thấy là đây là cái chu trì hô hấp. Đây là những cái dao động ý xin này, đấy là hít vào thở ra bình thường. Sau đó bệnh nhân hít vào hết sức, sau đó bệnh nhân thở ra hết sức, sau đấy bệnh nhân lại hít vào và thở ra bình thường. Thế thì ở đây chúng ta thấy thứ nhất là có cái khoảng cách từ đây đến đây. Đấy, người ta gọi là thể tích khí lưu thông. Tiếp theo nữa là sau khi bệnh nhân thở ra hết rồi, bệnh nhân hít vào bình thường, bệnh nhân hít tiếp được nữa, hít hết sức vào nữa, xong bắt đầu bệnh nhân lại thở ra, thì cái phần từ đây đến đây người ta gọi là dự trữ hít vào, tức là sau khi bệnh nhân hít vào bình thường rồi, bệnh nhân vẫn có thể hít thêm được nữa. Thế tiếp theo nữa là gì? Sau khi bệnh nhân thở ra rồi, bệnh nhân vẫn thở ra tiếp được nữa, thì đây người ta gọi là dự trữ thở ra. Thế thì ba cái thể tích, một là dung thể tích khí lưu thông kết hợp với dung tích hít vào và dự trữ hít vào, dự trữ thở ra, thì nó sẽ tạo ra là dung tích sống, là chỉ số VC hoặc FVC ở trong chức năng thông khí. Thế còn chúng ta biết là lúc nào các phế nang nó cũng giãn, nó cũng không bị xẹp lại, đó là nó có một cái thể tích khí cặn, những cái không khí nó còn tồn lại ở trong trong phổi, người ta gọi là thể tích khí cặn. Thế thì chỉ máy plethysmography hay gọi là máy đo thể tích ký thân thì nó mới đo được cái này, và lúc đó chúng ta mới có thể đo được thể tích toàn phổi, tức là gì, là dung tích sống kết cộng với lại thể tích khí cặn. Thế thì đây là một số những cái chỉ số mà chúng ta có thể nhìn thấy trong kết quả đo chức năng thông khí. Chúng ta thấy các chỉ số đó là chỉ số VC, tức là dung tích sống mà tôi vừa phân tích với các bạn. Thứ hai nữa là FVC, tức là dung tích sống nhưng mà người ta thở mạnh. FEV1 là thể tích khí thở ra gắng sức trong giây đầu tiên. Bệnh nhân hít vào hết sức xong thở ra thật nhanh, thật mạnh, và trong giây đầu tiên được bao nhiêu lít, đấy người ta gọi là FEV1. Chỉ số tiếp theo đó là phân số FEV1 trên VC, tức là cái thể tích khí thở ra trong giây đầu tiên chia cho dung tích sống, người ta gọi là chỉ số Tiffano. Và chỉ số tiếp theo nữa đó là FEV1 trên FVC, tức là dung tích sống, FEV là cái thể tích khí thở ra trong giây đầu tiên chia cho dung tích sống thở mạnh. Thế thì trước đây ấy, cái chỉ số Tiffano này được sử dụng nhiều để đánh giá quyết định là bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn, nên hiện nay thì chúng tôi và người ta cũng thấy là gì, chỉ số Gensler nó nhạy hơn. Chính vì vậy cho nên hiện tại là chúng ta sử dụng chỉ số Gensler là chính, và đây là các chỉ số bình thường của các chỉ số VC, FVC, FEV1, chỉ số Gensler và chỉ số Tiffano. Cũng rất là dễ nhớ, các chỉ số về thể tích thì là trên 80%, còn về tỷ lệ thì là trên 70%. Những cái chỉ số tiếp theo nữa là chỉ số FEF2575, người ta gọi là lưu lượng thở ra khoảng giữa của dung tích sống gắng sức. Và chỉ số này là trên 60%, và cái chỉ số này nó rất là dao động giữa các lần đo, chính vì vậy cho nên là chúng ta cũng khó đánh giá. Cái chỉ số PEP, tức là lưu lượng đỉnh này chúng ta còn thấy là nó có cái máy đo lưu lượng đỉnh mà bệnh nhân hen vẫn hay sử dụng để dự báo cơn hen đấy ạ. Và chỉ số TOC là dung tích toàn phổi thì máy đo chức năng không khí không đo được cái thể tích này vì không đo được thể tích khí cặn. Và TOC thì là cũng chỉ số bình thường là trên 80%, chỉ số lưu lượng đỉnh là trên 80%, và FEF2575 là trên 60%. Tôi đi với các bạn đến mục tiếp theo, đó là đọc kết quả chức năng thông khí. Thế thì chúng ta biết là gì? Kết quả chức năng thông khí phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật đo cũng như là sự phối hợp của bệnh nhân. Chính vì vậy chúng ta phải xem là cả kỹ thuật viên và bệnh nhân, người ta đã thực hiện cái kỹ thuật đấy đã đạt tiêu chuẩn hay chưa. Và người ta sẽ xem ở đường cong lưu lượng thể tích phải đạt được các tiêu chuẩn. Đấy là những cái đối tượng phải làm đúng, hít vào phải thực hiện gắng sức cao nhất. Rồi là thời gian hít vào đến khi đo FVC là phải dưới 1 giây, tức là phải hít vào rất là nhanh, thở ra trôi chảy liên tục, không vấp, không ho. Và khi thở ra là có gắng sức cao nhất, tức là phải có cái đỉnh. Thế thì cái này thì nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn. Thời gian thở ra kéo dài tối thiểu 6 giây. Cho nên các bạn nếu mà chứng kiến các bạn ấy đo chức năng thông khí, các bạn thấy các bạn ấy hô là bác thở hít vào hết sức, thở ra thật nhanh, thật mạnh, nữa. Đấy là phải kéo dài được tối thiểu là 6 giây. Và tiêu chuẩn đo kết thúc đo là trong đường cong lưu lượng
thở ra là có bình nguyên kéo dài 1 giây. Và thứ hai là phải đạt được yếu tố lặp lại, đó là phải có 3 lần mà những cái 3 cái đường cong lưu lượng đấy là nó phải gần trùng với nhau. Tức là gì? Là sự chênh lệch giữa FVC lớn nhất và nhỏ nhất là không quá 150ml, hoặc là FEV1 cũng không quá 150ml, tùy cái chỉ số FVC và FEV1 là bao nhiêu. Đây là cái đường cong lưu lượng thể tích. Các bạn sẽ thấy là khi bệnh nhân thở thì nó sẽ tương ứng như thế này. Đây là bệnh nhân hít vào, thở ra vài lần. Sau đó bệnh nhân hít vào hết sức, cái đường phía dưới này là hít vào hết sức. Sau đó bệnh nhân thở ra thật nhanh, thật mạnh và nó đi xuống như thế này. Sau đó bệnh nhân lại hít vào. Và người ta sẽ dừng cái cuộc đo lại. Và các bạn thấy là nó phải có đỉnh này như thế này thì mới được. Thế thì một số trường hợp chúng ta lại không thấy đỉnh. Vậy thì chúng ta phải xem đây là do bệnh nhân thực hiện kỹ thuật không đúng hay là bệnh nhân bệnh lý. Thì ở phía dưới thì các bạn sẽ hiểu tại sao chúng tôi cứ phải xem là bệnh nhân có đỉnh hay không. Và đường cong lưu lượng thở ra là chúng ta thấy là đây là thời gian và thể tích đây. Và nó phải kéo dài được quá 6 giây và nó có bình nguyên ít nhất 1 giây ở cuối đường cong. Thế thì chúng ta đã kiểm tra kỹ thuật rồi, sau đó chúng ta sẽ đánh giá xem là bệnh nhân này thì bị những cái vấn đề gì trong cái chức năng thông khí. Thế thì nó có các dạng hô hấp khí trong rối loạn thông khí. Thứ nhất là rối loạn thông khí tắc nghẽn. Đây là cái giá trị nhất của đo chức năng thông khí để đánh giá rối loạn thông khí tắc nghẽn. Thế thì chúng ta thấy là gì? Đây là một cái đường cong lưu lượng thể tích, và chúng ta thấy là nếu mà cái đường cong này nó càng lõm ấy, thì là gì? Là bệnh nhân tắc nghẽn càng nặng. Nhưng chúng ta cũng biết là gì? Là trong phổi nó sẽ có hai loại rối loạn thông khí tắc nghẽn. Một là rối loạn thông khí tắc nghẽn trung tâm và hai là rối loạn thông khí tắc nghẽn ngoại vi. Những cái nào là rối loạn tắc nghẽn thông khí tắc nghẽn trung tâm, đấy là những trường hợp mà có u cục hoặc là bị sẹo hẹp hoặc là bị đè đẩy làm cho cái đường thở trung tâm như là khí quản hay là phế quản gốc nó bị hẹp lại, đấy là phế quản, đấy là tắc nghẽn trung tâm. Thế còn những cái trường hợp mà tắc nghẽn ngoại biên, đấy là những cái phế quản nhỏ, nhỡ nhỏ ở phía xa ở ngoại biên, thì đấy người ta gọi là rối loạn thông khí tắc nghẽn ngoại biên. Và rối loạn thông khí tắc nghẽn ngoại biên hay gặp ở các bệnh mà chúng ta hay thấy đấy là bệnh hen phế quản hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và thứ hai nữa là chúng ta có thể đánh giá được là bệnh nhân có rối loạn thông khí hạn chế hay không. Đấy thì dựa vào hình dáng của cái đường cong này chúng ta có thể đánh giá được là bệnh nhân này có rối loạn thông khí tắc nghẽn hay rối loạn thông khí hỗn hợp hay là rối loạn thông khí hạn chế. Thế thì cái mà chúng tôi khuyên các bạn là chúng ta phải nhìn cái đường cong ở phía sau ấy và phải nhìn cái pic, nó phải có cái đỉnh thì mới được. Thế thì vì sao? Vì để loại trừ những cái rối loạn thông khí tắc nghẽn trung tâm như thế này. Thế thì khi ở những cái trường hợp mà có rối loạn thông khí tắc nghẽn trung tâm ấy thì chúng ta sẽ thấy là nó không có đỉnh. Và người ta dựa vào đường cao của cái phía trên và cái phía dưới này. Phía trên và phía dưới để người ta xem đó là tắc nghẽn ngoài lồng ngực hay là tắc nghẽn trong lồng ngực. Thế thì ngoài lồng ngực hay trong lồng ngực thì người ta lấy mốc là gì? Là người ta lấy mốc ở chỗ cái nền cổ. Đấy. Thế nhưng mà thực sự ra thì cũng rất là khó để đánh giá được là bệnh nhân này tắc nghẽn ngoài lồng ngực hay trong lồng ngực. Mà trong thực hành lâm sàng thì chúng tôi khuyên các bạn là gì? Các bạn xem là nó có bị cắt cụt hay không là cái quan trọng. Và khi nó có tới hình ảnh cắt cụt như thế này, các bạn phải lưu ý là bệnh nhân có u phế quản trung tâm hoặc là do sẹo hẹp hoặc là có cái gì đó nó cản trở ở đường thở trung tâm. Cái nữa trong chức năng thông khí chúng ta có thể đánh giá được đó là rối loạn thông khí hạn chế. Như ở phần trước tôi đã trao đổi với các bạn là rối loạn thông khí hạn chế là chúng ta phải đo được thể tích khí cặn, đo được dung tích toàn phổi chúng ta mới có thể chẩn đoán xác định được rối loạn thông khí hạn chế. Chức năng thông khí thì chúng ta không đạt được điều đấy, nhưng mà nhìn vào kết quả chúng ta cũng có thể hướng tới đánh giá nghi ngờ là bệnh nhân này có rối loạn thông khí hạn chế hay không để chúng ta chỉ định cho bệnh nhân làm những cái xét nghiệm đặc hiệu hơn. Về quy trình phân tích một kết quả chức năng thông khí thì chúng ta tiến hành như sau. Các bạn nhìn thấy ở bên tay phải tôi đây là một kết quả chức năng thông khí. Đây là của máy Coco, cho nên là cái này in ra được ở giấy thường. Thế thì chúng ta thấy là gì? Các chỉ số người ta sẽ hiển thị ở đây là SVC, tức là dung tích sống thở chậm. FVC là dung tích sống thở mạnh. FEV1 là các bạn biết rồi, FEV1 trên FVC là chỉ số Gensler, các bạn biết rồi, FEV6, FEF2575. Cái này tôi đã giới thiệu với các bạn ở trên. Chúng ta sẽ không đọc thứ tự từ trên xuống dưới như thế này, mà chúng ta sẽ, vì chúng ta biết là chức năng thông khí là chúng ta đánh giá cái rối loạn thông khí tắc nghẽn, cho nên chúng ta sẽ đi vào chỉ số Gensler trước, chứ chúng ta không theo lần lượt từ trên xuống dưới. Thế thì chúng ta sẽ nhìn vào chỉ số Gensler. Nếu chỉ số Gensler mà trên 70%, đấy là những cái máy
mà nó không đo được LNL thì chúng ta tức là cái chỉ số thấp ấy, thấp nhất ấy, ở đối với, tuy người ta là cá thể hóa đối với từng trường hợp một ấy, thì chúng ta có thể sử dụng chỉ số là 70%. Nếu FEV1 trên FVC mà trên 70% thì là không có rối loạn thông khí tắc nghẽn. Vậy thì chúng ta xem là bệnh nhân có rối loạn thông khí hạn chế hay không. Thế thì để xem thông khí hạn chế hay không thì chúng ta sẽ dựa vào FVC và FVC, tức là dung tích sống. Thế thì nếu mà các chỉ số này mà trên 80% thì tức là gì? Dung tích sống của bệnh nhân bình thường. Vậy thì chúng ta thấy là bệnh nhân này không có rối loạn thông khí tắc nghẽn, không có rối loạn thông khí hạn chế. Còn nếu dưới 80% chúng ta phải đi tìm xem là liệu là có rối loạn thông khí hạn chế hay không và mức độ như thế nào. Và nếu mà chúng ta để chẩn đoán xác định thì chúng ta phải đo TLC, tức là đo dung tích toàn phổi để xác định chắc chắn cho bệnh nhân. Và người ta phân ra cái mức độ rối loạn thông khí hạn chế để cho nó dễ hiểu, dễ nhớ thì chúng tôi sử dụng cái phân loại đấy là cứ 20% 1 là chia ra từ 80 đến 60 là rối loạn thông khí hạn chế nhẹ, 40 60 là rối loạn thông khí trung bình và dưới 40 là rối loạn thông khí hạn chế nặng. Nhưng chúng tôi lại nhắc lại với các bạn một lần nữa, cái này nó chỉ là tương đối. Vì sao? Vì chúng ta không thể chẩn đoán xác định rối loạn thông khí hạn chế trên kết quả đo chức năng thông khí. Tiếp theo đó là nếu bệnh nhân này có chỉ số Tiffno hoặc Gensler dưới 70%, tức là có rối loạn thông khí tắc nghẽn, lúc đó chúng ta sẽ đi xem là bệnh nhân này rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nào. Tất nhiên là với những cái chỉ số mà lấy 70% ấy thì là chúng ta lấy chung như vậy thôi. Còn với người già và người trẻ thì chúng ta sử dụng các chỉ số, với người già thì thấp hơn và người trẻ thì phải cao hơn. Đây là cái đánh giá về cái mức độ rối loạn thông khí tắc nghẽn. Mức độ rối loạn khi mà chúng ta đã thấy là bệnh nhân này là có chỉ số Gensler hoặc Tiffno dưới 70% rồi thì chúng ta sẽ dựa vào chỉ số FEV1. Lúc này chúng ta mới đặt lên chỉ số FEV1 để xem là rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nào. Thế thì nếu FEV1 bình thường, tức là vẫn trên 80% là rối loạn thông khí tắc nghẽn nhẹ. FEV1 từ 80 đến 50% là rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ trung bình. FEV1 từ 50 đến 30% là rối loạn thông khí tắc nghẽn nặng và dưới 30% là rối loạn thông khí tắc nghẽn rất nặng. Thế thì cái chỉ số này nếu chúng ta đọc nhiều thì chúng ta sẽ nhớ là như thế nào. Nhiều khi chúng tôi cũng phải định thần lại để xem là khoảng này. Thế thì chúng ta đọc nhiều chúng ta sẽ quen. Thế một trường hợp nữa là gì? Khi mà bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn rồi mà chúng ta lại phân loại xong rồi và chúng ta lại xem là bệnh nhân này có rối loạn thông khí hạn chế hay không, thì cũng như phía trước, lần trước là chúng ta sẽ lại nhìn lên SVC và FVC là để xem này bệnh nhân này có giảm hay không. Nếu mà có FVC hoặc SVC mà FVC và SVC đều giảm dưới 80% là sẽ có rối loạn thông khí hỗn hợp, rối loạn thông khí hạn chế phối hợp, và như vậy bệnh nhân đó sẽ có rối loạn thông khí hỗn hợp, tức là gì, có cả rối loạn thông khí hạn chế và rối loạn thông khí tắc nghẽn. Về cái chỉ số FEF 2575 hay người ta gọi là lưu lượng quãng giữa ấy, thì nó thường giảm trước FEV1 khi tắc nghẽn đường thở ở giai đoạn sớm, tức là chúng ta thấy là cái này nó ở phía sau. FEV1 nó là ở những cái đường thở lớn, cho nên là khi có tắc nghẽn những đường thở nhỏ thì nó thường giảm trước FEV1. Tuy nhiên là cái chỉ số này thì nó biến thiên rất là lớn, cho nên là chúng ta không thể là chắc chắn dựa vào cái kết quả này để chúng ta khẳng định là bệnh nhân này là có sắp sửa bị hen hay là chắc là sắp bị CVD rồi nhưng nó chưa toàn phát. Chúng ta phải hết sức thận trọng khi đánh giá cái chỉ số này. Một cái kỹ thuật nữa được sử dụng trong đo chức năng thông khí đó là test hồi phục phế quản. Test hồi phục phế quản chỉ thực hiện khi bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn, vì chúng ta biết là gì? Là quy trình của nó là chúng ta sẽ làm cho cái đường thở bằng thuốc, giãn ra bằng thuốc, sau đấy chúng ta đo lại xem là nó đáp ứng như thế nào. Cho nên là nếu bệnh nhân không có rối loạn thông khí tắc nghẽn thì chúng ta không có chỉ định làm test hồi phục phế quản. Thế thành thử ra là các bạn sẽ đâu đó sẽ thấy là gì? Bệnh nhân rối chức năng thông khí bình thường vẫn làm test, cho nên là chúng ta phải hết sức lưu ý như thế này. Như thế thì nếu bảo hiểm y tế mà người ta sờ đến là chúng ta làm sai, cho nên là chúng ta chỉ định khi FEV1 trên FVC dưới 70% hoặc là rối loạn thông khí tắc nghẽn không điển hình. Test hồi phục phế quản để chẩn đoán xác định hen phế quản, rồi chẩn đoán phân biệt giữa hen phế quản hay CVD, và cái quy trình của nó là người ta sẽ xịt 4 nhát salbutamol, tức là mỗi nhát là 100 microgram đấy ạ. Thế và là 400 microgram, sau đó sẽ đo lại kết quả sau 15 phút. Thế thì nó sẽ có hai cái
đáp ứng, test đáp ứng, một là test đáp ứng với thuốc giãn phế quản âm tính và test đáp ứng với thuốc giãn phế quản dương tính. Như thế nào là test đáp ứng với thuốc giãn phế quản dương tính? Đó là FEV1 phải tăng 12% và chỉ số thực phải trên 200 ml. Các bạn hết sức lưu ý, nếu mà tăng đến 20% nhưng mà chỉ số thực không được 200 ml thì vẫn là test được phục phế quản âm tính. Tôi sẽ đi với các bạn về cái thực hành ở phía sau. Đây là cái bảng tóm tắt về rối loạn, các loại rối loạn thông khí, tức là có loại là chức năng thông khí bình thường, có rối loạn thông khí tắc nghẽn, có rối loạn thông khí hạn chế và rối loạn thông khí hỗn hợp. Thế thì người ta sẽ dựa vào chỉ số Kessler và chỉ số FVC, FEV1. Thì với tắc nghẽn là bắt buộc phải có chỉ số Kessler này giảm. Còn rối loạn thông khí hạn chế thì chỉ số này bình thường, còn hỗn hợp thì nó có cả tắc nghẽn trong đó nên chỉ số Kessler phải giảm. FVC nếu mà trong trường hợp tắc nghẽn thì có thể bình thường cũng có thể giảm, hạn chế thì chắc chắn là phải giảm mới là rối loạn thông khí hạn chế rồi, và hỗn hợp thì vì là có rối loạn thông khí hạn chế cho nên là sẽ có FVC giảm. Còn FEV1 thì chúng ta thấy là gì? Rối loạn thông khí tắc nghẽn thì có thể bình thường, vì chúng ta biết là rối loạn thông khí tắc nghẽn nhẹ thì nó chỉ giảm Kessler thôi, mà FEV1 vẫn có thể bình thường. Với hạn chế thì là nó giảm tất, cho nên là FEV1 cũng thường là giảm và hỗn hợp cũng giảm vì nó có rối loạn thông khí tắc nghẽn, rối loạn thông khí hạn chế. Chúng ta cũng nên biết được là những cái bệnh nào có rối loạn thông khí tắc nghẽn, bệnh nào có rối loạn thông khí hạn chế, để chúng ta không phải chỉ là bác sĩ đọc kết quả mà chúng ta còn là bác sĩ khám lâm sàng, chúng ta có cái hướng chỉ định cho nó đúng. Những cái bệnh có rối loạn thông khí hạn chế đó là bệnh hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh giãn phế quản, giãn phế nang hay là u khí quản. Đấy là những cái bệnh mà có tắc nghẽn trung tâm hoặc là tắc nghẽn ngoại biên. Những bệnh có rối loạn thông khí hạn chế, hạn chế tức là gì? Cái phổi nó bị nhỏ lại, nó bị nhỏ lại so với thông thường cho nên là nó bị hạn chế. Vậy thì những cái bệnh mà nó làm phổi nhỏ lại đấy là gì? Đấy là những cái bệnh lý sơ phổi. Mặc dù là gì, cái phổi nó không bé đi nhưng mà cái khả năng co giãn rồi là những cái nhu mô phổi nó thực sự làm việc thì rất là ít. Rồi là sơ phổi, rồi viêm tiểu phế quản tổ chức hóa, sarcoido, tóm lại những cái bệnh mà nó làm cho tổn thương phổi kẽ. Rồi những cái bệnh lý ngoài phổi như là tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, là bị cái phổi nó bị dịch, nó bị khí, nó làm cho thu nhỏ lại, thành thử ra cái thể tích phổi nó bị giảm. Rồi là những trường hợp u phổi, rồi có thai, rồi bệnh lý thần kinh cơ thì làm cho gì? Làm cho cái lồng ngực nó không co giãn được. Rồi những trường hợp mà bị béo phì, vùi vẹo cột sống, như cột sống dính khớp. Rồi những cái bệnh về người bệnh phổi nghề nghiệp như là bụi phổi, bụi âm nhang, nó cũng làm cho cái nhu mô phổi nó bị hỏng đi một phần. Rồi là viêm phổi quá mẫn, rồi tổn thương phổi do ngộ độc. Sau đây tôi sẽ đi đến thực hành đọc kết quả chức năng thông khí trong một số trường hợp điển hình với các bạn. Thế thì như tôi nói với các bạn lúc đầu là gì, là trước khi đọc một kết quả chức năng thông khí mà chúng ta hay có thói quen đó là chúng ta cứ nhìn chăm chăm vào cái phần số ở phía trước ấy, mà chúng ta không để ý đến những cái ảnh ở phía sau. Chúng ta cần phải trước tiên chúng ta phải xem là vậy thì cái kết quả chúng ta đọc đây nó có đạt tiêu chuẩn hay không. Thế thì đầu tiên chúng ta phải xem là những cái đường cong lưu lượng như thế nào, nó có đủ thời gian hay không, đủ 6 giây hay không. Rồi là các đường cong này là nó có gì, nó có sát vào nhau hay không, thì chúng ta biết là nó phải đủ tiêu chuẩn lặp lại. Rồi chúng ta phải xem hình dáng của cái đường cong lưu lượng thể tích như thế này. Chúng ta thấy là gì? Cái hình dáng nó như thế nào? Nó có đỉnh hay không? Nó có những cái hình lõm vào hay không? Hay là nó có hình cắt cụt hay không? Để chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân này có rối loạn thông khí tắc nghẽn hay không? Có tắc nghẽn trung tâm hay là ngoại vi? Đấy, chúng tôi có cái hình ảnh để các bạn so sánh này. Đây là hai bệnh nhân. Một bệnh nhân này chúng ta thấy là bệnh nhân đo rất nhiều lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và không có đỉnh. Chúng ta thấy là gì? Không có đỉnh và nó có cái hình cắt cụt như thế này. Thế thì chúng ta phải nghĩ đây có thể là một trường hợp mà có cái u cục hay là cản trở gì của đường thở lớn. Thế còn trường hợp này chúng ta thấy là bệnh nhân này có đỉnh và nó rất là lõm. Đúng không ạ? Nó rất là lõm. Như thế này là chúng ta phải xem ông này có bị rối loạn thông khí tắc nghẽn ngoại vi hay không, như là hen hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và đây là cái ảnh minh họa, chúng ta thấy là đây là một cái bệnh nhân mà có cái khối u nó xâm lấn vào khí quản. Đấy, khối u trung thất nó xâm lấn vào khí quản, chúng ta nhìn thấy là đây là cái khí quản đây nó cứ bị hẹp dần xuống đến trong ngực này thì nó chỉ còn là một cái hình lưỡi liềm rất là nhỏ ở đây.
Đấy, và đây là kết quả đo chức năng thông khí của bệnh nhân. Bệnh nhân này đo được đúng một lần và chúng ta không thấy đỉnh đâu cả. Hay là một bệnh nhân khác. Cái này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ lâm sàng với các bạn là gì? Khi chúng ta thấy bệnh nhân thở rít ấy mà không đáp ứng với lại các thuốc giãn kết quản, chúng ta phải lưu ý bệnh nhân. Mặc dù phim bệnh nhân không có vấn đề gì như thế này, chúng ta cũng phải lưu ý bệnh nhân có những trường hợp chỉ có u ở trong lòng phế quản, không khí quản không thôi. Và chúng ta xin lỗi là nó hơi trục trặc kỹ thuật một chút ạ. Và chúng ta thấy là ở bệnh nhân này thì cái phim phổi của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, nhưng mà trên phim chụp cắt lớp vi tính của bệnh nhân chúng ta thấy là bệnh nhân có một cái khối u nó lồi trong lòng khí quản như thế này. Và chúng ta thấy đây là kết quả đo chức năng thông khí của bệnh nhân, và chúng ta nhìn thấy là đây ở cái hình này chúng ta cũng thấy là bệnh nhân không có thì có đỉnh, không thể có đỉnh. Và chúng ta sẽ đi tiếp theo, đó là cái kết quả đo chức năng thông khí. Thế thì đây là kết quả của xét máy COCO. Và với các máy khác nhau thì cái kết quả in ra nó khác nhau, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái cơ bản để chúng ta theo. Chúng ta thấy là gì? Đây là kết quả chức năng thông khí thì nó có các phần, một là các chỉ số SVC, FVC, FEV1, FEV1 trên FVC, FEV6, PEP, FEF2575. Và cái cột đầu tiên ấy là cột Bredig, tức là gì? Chỉ số lý thuyết. Cột thứ hai là cũng là pre, chúng ta thấy nó chỉ khác nhau mỗi chữ D này thôi. Đấy là cột pre-test. Thế thì trong cái cột pre-test này thì chúng ta sẽ thấy có hai cột. Một, đây là chỉ số thực, và đây là chỉ số thực so với chỉ số lý thuyết, và nó ra tỷ lệ phần trăm. Thế thì khi đọc kết quả chức năng thông khí thì như vừa nãy tôi đã hướng dẫn các bạn là các bạn sẽ đọc chỉ số Gensler trước, và chỉ số Gensler ở đây là đâu? Là 0,83. Cái này có rất nhiều các bạn nhầm lẫn là các bạn đọc sang cái cột phần trăm là 99%, tức là gì? Người ta tính cái chỉ số này trên chỉ số này thì nó ra 99%, nhưng thực ra chúng ta đang cần cái chỉ số thực. Cái tỷ số thực của nó là bao nhiêu? Đây là 83%. Đây là rất nhiều bạn bị nhầm lẫn và đọc sang cột bên này. Và các chỉ số khác SVC, FVC, FEV1 thì chúng ta mới đọc ở cột bên cạnh. Thế thì đây là một cái loại kết quả thứ hai. Chúng ta thấy là ngoài cái cột các chỉ số này, chúng ta có cột Bredig này là chỉ số lý thuyết. Chúng ta có cột pretest. Nó có hai cột. Một là cột thứ nhất ở phía trước này. Đây là cột chỉ số thực. Tiếp theo đó là cái tỷ lệ phần trăm của chỉ số thực so với chỉ số lý thuyết. Thứ hai nữa là chúng ta có cái cột là cột post-test, tức là bệnh nhân được làm test hồi phục phế quản. Và nó cũng có hai cột giống như là cột pretest, tức là chỉ số thực của bệnh nhân cũng như là tỷ lệ phần trăm so với lại Bredig. Và cái phần bên cạnh đây là quy đổi phần trăm giữa trước test và sau test. Thế thì ở bệnh nhân này chúng ta sẽ đọc kết quả như thế nào? Thế thì như tôi hướng dẫn với các bạn là chúng ta sẽ đọc FEV1 trên FVC trước. Thế thì ở bệnh nhân này là trước test là 0,53%, sau test là 0,53%, tức là dưới 70%. Vậy là bệnh nhân này có rối loạn thông khí tắc nghẽn. Chúng ta sẽ tính tiếp xem là bệnh nhân này rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nào. Thế thì chúng ta sẽ nhìn lên cột FEV, cái dòng FEV1. FEV1 ở đây trước test là 55%, sau test là 56%, và cái chỉ số chênh giữa trước test và sau test là 1%, tức là bệnh nhân này có rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ trung bình. Test hồi phục phế quản âm tính vì nó dưới 12% rồi, nhưng chúng ta không cần phải cộng trừ nhân chia cho nó phức tạp. Vậy thì là chúng ta có thể thấy là bệnh nhân này có rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ trung bình, test hồi phục phế quản âm tính. Chúng ta lại đi tiếp xem là bệnh nhân này có rối loạn thông khí hạn chế phối hợp hay không. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào chỉ số SVC và FVC. Chúng ta thấy ở bệnh nhân này SVC trước test là 75, sau test là 76, FVC trước test là 79, sau test là 81. Vậy thì chúng ta lấy chỉ số nào? Vì chúng ta thấy là cái thì dưới 80, cái thì trên 80. Thế thì chúng tôi khuyên các bạn là lấy chỉ số nào lớn nhất đạt được. Vì chúng ta biết là cái gì? Là cái rối loạn thông khí hạn chế. Tức là gì? Là cái mà bệnh nhân không thể đạt được. Cho nên là nhiều khi là có thể là do kỹ thuật, hoặc là có thể do bệnh nhân bị rối loạn thông khí tắc nghẽn nó ảnh hưởng. Chứ còn bệnh nhân vẫn có thể đạt được đến 81%, tức là bình thường. Vậy bệnh nhân này kết luận là gì? Là bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ trung bình, test hồi phục phế quản âm tính. Đấy là kết luận của trường hợp thứ nhất. Tôi đi với các bạn đến trường hợp thứ hai. Đó là trường hợp này chúng ta thấy này. Bệnh nhân này có FEV1 trên FVC. Đây các bạn nhớ nhé, là các bạn phải đọc ở cột phía trước. Ở trước test là 85%, sau test là 84%. Như vậy là không có rối loạn thông khí tắc nghẽn. Vậy thì chúng ta xem bệnh nhân này có rối loạn thông khí hạn chế hay không.
thì chúng ta nhìn vào SVC và FVC của bệnh nhân này thì là 53, 54, 53, 55, tức là gì? À, là có giảm 8 so với lại 80%. Vậy thì bệnh nhân này là chúng ta có thể hướng tới rối loạn thông khí hạn chế, chứ chúng ta không thể kết luận được là bệnh nhân này chắc chắn có loạn thông khí hạn chế. Chúng ta phải cho bệnh nhân đo TLC để chúng ta chẩn đoán cho bệnh nhân, và chúng ta kết luận là gì? Bệnh nhân này theo dõi rối loạn thông khí hạn chế mức độ nhẹ. Thì các bạn thấy là chúng ta cứ 20, 21 thì là từ 80 cho đến 60 thì là bệnh nhân này là 54, 55. Ở đây tôi muốn nhắc các bạn một chút là các bạn có thấy gì không ở trên kết quả này? Chúng ta thấy là bệnh nhân này được làm kết quả trước test này, kết quả sau test này. Như vậy là bệnh nhân này là được làm test hồi phục phế quản mà bệnh nhân lại không có rối loạn thông khí tắc nghẽn. Như vậy là chúng ta chỉ định chưa được đúng. Trường hợp tiếp theo, một trường hợp này cũng rất là hay. Chúng ta thấy này, đầu tiên chúng ta sẽ đọc FEV1 trên FVC là chỉ số Geisler trước. Chúng ta thấy ở bệnh nhân này trước test là 0,68, sau test là 0,72, tức là gì? Tức là trước test thì dưới 70 mà sau test là trên 70 rồi. Thế thứ hai nữa là như vậy là bệnh nhân này có rối loạn thông khí tắc nghẽn chứ phải không? Thứ hai nữa là chúng ta xem tiếp là bệnh nhân này tắc nghẽn mức độ nào. Thế thì chúng ta thấy FEV1 trước test là 55%, sau test là 66%, và trước test so với sau test là 20%. Và chúng ta tính xem cái này 1,58. 1,59. 1,59 trừ đi 1,33, như vậy là bệnh nhân này là có 260 ml, tức là test được phục với quản dương tính. Bệnh nhân này có rối loạn thông khí hạn chế hay không? Chúng ta nhìn chỉ số SVC và FVC, chúng ta thấy là gì? Là 83 này, 63 này, 78 này, 72 này, tức là có những cái chỉ số mà nó hơn được 80%. Vậy là bệnh nhân này chúng ta kết luận như thế nào? Đây là một trường hợp rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ trung bình. Chúng ta thấy là gì? Sau test bệnh nhân này không còn tắc nghẽn nữa, mặc dù FEV1 vẫn thấp. Vậy thì bệnh nhân này chúng ta kết luận là gì? Bệnh nhân này là hồi phục hoàn toàn sau test, hồi phục phế quản. Nhiều bạn cứ hỏi tôi là thế thì bây giờ cho em hỏi là, nhưng mà FEV1 này vẫn giảm, nhưng các bạn vẫn biết là gì, là chúng ta dựa vào chỉ số Geisler để chúng ta đánh giá là bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn hay không. Và bệnh nhân này đã trên được 70%, như vậy là có rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ trung bình và hồi phục hoàn toàn, test hồi phục phế quản là hồi phục hoàn toàn sau test. Và đây là một trường hợp hen phế quản. Vậy thì qua đó là chúng ta đã đi hết cái phần mà tôi đã hướng dẫn các bạn đọc về một cái kết quả chức năng thông khí. Vậy thì tôi có một vài những cái kết luận như sau. Chúng ta cũng thấy là đo chức năng thông khí là một phương pháp đơn giản, dễ để chẩn đoán rối loạn thông khí. Dụng cụ thì rất là đơn giản, kỹ thuật thì cũng không quá phức tạp. Có tác dụng để tầm soát người có nguy cơ bị bệnh phổi, đánh giá nguy cơ tiên lượng trước mổ, theo dõi tiến triển trong quá trình điều trị, đánh giá mức độ tàn tật. Tuy là một kỹ thuật rất là đơn giản, nhưng mà nó lại có rất là hữu ích trong thực hành lâm sàng. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Tôi hy vọng rằng sau cái buổi semi này, khi mà các bạn được đón nhận một tờ kết quả chức năng thông khí, thì các bạn tự tin để có thể đọc được kết quả. Xin chân thành cảm ơn. Rất là cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Phương Lan đã trình bày cho các bạn một cái bài rất là rõ ràng, có những cái hướng dẫn, có những bài thực cụ thể. Thì tôi đã thấy là đã có nhiều câu hỏi cho bác sĩ Phương Lan rồi. Thì bây giờ chúng tôi xin mời tiến sĩ bác sĩ Lê Khắc Bảo sẽ trình bày về thăm dò chức năng hô hấp tiền phẫu, và sau đó thì chúng ta sẽ có phần thảo luận. Xin mời tiến sĩ Bảo. Xin kính chào cô, kính chào các anh chị. Là tôi đã nghe rõ chưa ạ? Rõ rồi. Dạ. Kính thưa, em share màn hình đi. Dạ, mọi người đã thấy cái màn hình chưa ạ? Màn hình đã thấy chưa ạ? Chưa Bảo ơi. Đã ghi share rồi mà. Thấy rồi chứ. Dạ, thấy rồi chứ ạ, đúng không ạ? Rồi, đúng không ạ? Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ,
bác sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Chủ tịch Hội Hen Miễn dịch Dưỡng Lâm Sàng, Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Phương Lan, Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, và kính thưa tất cả các quý vị đại biểu tham dự trong cái CME của ngày hôm nay. Thì tôi hết sức là vinh dự là hôm nay là được Hội Hô hấp Việt Nam tạo điều kiện để mà chia sẻ với tất cả quý vị một cái đề tài là đánh giá chức năng hô hấp trước phẫu thuật. Thì cũng chia sẻ một cái điều là khi mà làm bác sĩ hô hấp á, thì hồi xưa mà khi mà mỗi khi mà các khoa lâm sàng khác mời tôi đến hội chẩn để nói rằng là cái ca này á, là đánh giá hô hấp đi rồi xem thử là họ mổ được hay là không mổ được á, thì đây là một cái thách thức, lúc nào là thách thức hết. Tại vì mình nói mà không mổ được là bệnh nhân sẽ rất là buồn, bác sĩ sẽ rất là buồn. Mình nói là mổ được mà lỡ mổ xong mà lại chết luôn á, thì mình mà cũng buồn dữ lắm. Là thôi đem đi đo chức năng hô hấp đi, thì người ta lại bảo chứ là thôi ông này già quá rồi, làm sao mà đi đo chức năng hô hấp được, thôi bây giờ làm khí máu động mạch đỡ thì có được không. Mình lại lo lắng, mình không biết trả lời như thế nào. Xong đó rồi lại nói là bây giờ đo chức năng hô hấp, nhưng mà thôi bệnh viện nghe cái máy chức năng hô hấp nó hỏng rồi, kỹ thuật viên bị hôm nay bị ốm rồi không có đo được nữa, thì làm thế nào. Đấy, những cái điều đó luôn luôn nó theo đuổi tôi mãi. Thành ra là bản thân tôi đó, khi mà thực hành lâm sàng, tôi cứ đi lo tìm kiếm mãi để xem thử cuối cùng một ngày nào đó mình được mời tới để đánh giá chức năng hô hấp trước phẫu thuật thì mình sẽ làm như thế nào. Thì hôm nay thì tôi cũng rất là vui để được chia sẻ với tất cả quý vị đồng nghiệp một số cái hiểu biết của mình, cũng như những cái kinh nghiệm của mình, cũng như những cái cố gắng nỗ lực của mình trong quá trình mà đánh giá chức năng hô hấp trước phẫu thuật, và có những cái lời khuyên thực hành cho người bệnh nhân sau phẫu thuật ra làm sao. Thì cái bài trình bày hôm nay chỉ có 3 phần thôi. Phần thứ nhất là mình sẽ nói xem thử cái lý do vì sao mình cần phải đánh giá hô hấp trước phẫu thuật. Thứ hai là mình phải hiểu được những người bệnh nhân mà mình phục vụ là ai để mình phục vụ họ cho được tốt hơn. Và cuối cùng là mình phải nói kỹ cái phương pháp làm thế nào mình có thể đánh giá được hô hấp trước phẫu thuật, và những cái điều mình có thể khuyên cho người bệnh làm giảm nhẹ những biến cố hô hấp sau mổ. Vậy thì vì sao phải đánh giá? Thì người ta thấy rằng á, một người mà khi người ta đi vào phòng mổ, người ta mổ ra, người ta ra khỏi cuộc mổ, thì cái biến cố hô hấp hậu phẫu nó luôn luôn là một gánh nặng. Bởi vì cái tỷ lệ biến cố này nó dao động từ 5 cho đến 20% tùy loại phẫu thuật. Tức là 100 người thì có đến 5 đến 10 người có khả năng bị biến cố đấy. Tùy loại thôi, ví dụ như phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật tim mạch thì biến cố nó sẽ cao hơn. Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hay là phẫu thuật mạch máu ngoại biên thì tỷ lệ thấp hơn. Và một khi nó đã có biến cố hô hấp sau phẫu thuật thì cái tỷ lệ tử vong của nó rất là lớn. Nó có thể lên đến 25%, 4 người chết 1. Cho nên cái chuyện mà mình đánh giá được cái nguy cơ đó để mình hầu làm giảm nhẹ cái nguy cơ đó sau mổ là một điều vô cùng có ý nghĩa. Và khi mà mình nhận diện ra người có nguy cơ hô hấp sau mổ thì mình sẽ can thiệp phương pháp. Ví dụ mình nói hãy thay đổi phương pháp vô cảm đi, hãy thay đổi phương pháp phẫu thuật đi, hãy hoãn mổ đi, hãy hủy mổ đi, hay là như thế nào, là những cái điều hết sức là quan trọng. Và quan trọng hơn nữa là nếu mà người ta vẫn phải mổ thì mình có can thiệp gì không để mà biến cố hô hấp hậu phẫu nó giảm. Đấy là những lý do mà rất cần phải đánh giá hô hấp hậu phẫu. Bây giờ mình trả lời câu hỏi, vậy thì những cái biến cố hô hấp hậu phẫu nào mà chúng ta có? Đấy, thì chúng ta sẽ có là gì? Biến chứng suy hô hấp, biến chứng tử vong, đó là những biến cố mà ai cũng sợ cả. Biến cố thường gặp nhất lại là biến cố nhiễm khuẩn hô hấp. Những biến cố ít gặp hơn nhưng mà chúng ta vẫn hay thấy có, đúng là nó có hiện tượng to thắt phế quản, hiện tượng sạc phổi, hoặc là chỉ là một trường hợp đặt sau miệng mũi dạ dày làm cho dịch thức ăn nó tràn từ dạ dày lên đến phổi, nó gây viêm phổi hít sạc, tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi, thuyên tắc động mạch phổi, hoặc là ARDS, hội chứng nguy ngập hô hấp cấp, hoặc là phù phổi. Như vậy đây là các biến cố hô hấp hậu phẫu. Thì ở trên thế giới người ta đã giúp cho chúng ta có những cái tiêu chuẩn, tiêu chí để mà chẩn đoán được đây là một biến cố hô hấp hậu phẫu. Thì tôi điển hình đây một trong trường hợp là
nhiễm khuẩn hô hấp hậu phẫu là một biến cố rất là thường gặp sau phẫu thuật. Thì đấy là nó đều gồm để chỉ những tình trạng bị viêm thanh quản, khí quản, phế quản và viêm phổi. Cái tiêu chuẩn chẩn đoán của nó thì nó chia ra hai loại cái nhóm tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất mà tính theo của các nước ở châu Âu thôi, được gọi là những cái kết cục lâm sàng trong thời gian chu phẫu của châu Âu. Thì bây giờ chỉ cần một tiêu chí, nếu có đàm mới xuất hiện hoặc là đàm thay đổi màu sắc, có nhiệt độ sốt hơn 38 độ C, có bạch cầu lớn 12.000 và có X quang phổi tổn thương mới hoặc là tổn thương thay đổi so với cũ, chỉ cần một trong các tiêu chuẩn này là đã hướng chúng ta đến cái biến cố hô hấp, nhiễm khuẩn hô hấp hậu phẫu rồi. À, những cái tiêu chuẩn khác nó ngặt nghèo hơn thì nó đòi đến hai tiêu chuẩn trong bốn tiêu chuẩn này mà kéo dài 48 giờ. Ví dụ như là phải có ho và đàm mới hoặc là đàm thay đổi, hoặc có khám lâm sàng thì phù hợp viêm phổi, nghĩa là có ran nổ, ran ẩm hoặc là tiếng gõ đục hoặc là rung thanh tăng. À, rồi sốt thì lớn 38 độ C và tổn thương X quang mới hoặc là thay đổi. Và tương tự như vậy với những cái bệnh khác, ví dụ như suy hô hấp, ví dụ như hội chứng nguy ngập hô hấp cấp, thì chúng ta đều có những cái tiêu chí hết sức rõ ràng để mình có thể nhận diện được đây là một biến cố hô hấp hậu phẫu. Lẽ dĩ nhiên nhận diện đây có phải là một biến cố hô hấp hậu phẫu hay không không phải là trọng tâm trong bài trình bày ngày hôm nay, nhưng mà tôi nghĩ rằng khi chúng ta đã là bác sĩ hô hấp được mời đi khám hô hấp tiền phẫu, thì sau khi người ta mổ xong rồi, người ta lại mời mình xuống xem thử bệnh nhân này có biến cố hô hấp suy, biến cố hô hấp hậu phẫu hay không. Và đây là những tiêu chí tôi nghĩ rằng nó có thể giúp ích cho chúng ta để trả lời câu hỏi đó, sau khi mổ xong bệnh nhân đã có các biến cố hô hấp hậu phẫu hay không. Đây là những biến cố là cho biết đây là tình trạng có co thắt phế quản. Thì ví dụ có co thắt phế quản thì ta phải có là ran rít vừa mới xuất hiện và phải điều trị thuốc giãn phế quản. Hoặc là trong trường hợp xẹt phổi thì chúng ta có những tiêu chuẩn, ví dụ là X quang có lệch trung thất về bên xẹt, có tăng đông không khí ở bên đối bên chẳng hạn vậy. Những trường hợp viêm phổi hít, những trường hợp tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi. Và như vậy là chúng tôi vừa mới đi qua được cái phần đầu tiên là lý do vì sao mà chúng ta cần phải đánh giá hô hấp truyền tiền phẫu và đánh giá hô hấp trước phẫu thuật. Mục tiêu của nó chính là để nhận diện ra những người bệnh nào có nguy cơ mà bị cái biến cố hô hấp hậu phẫu nhiều, hầu để có thể đưa ra những can thiệp phù hợp làm giảm nhẹ những yếu tố đó. Chúng ta đi qua phần số 2, người bệnh. Ai là những người mà chúng ta phải gặp và ai là những người mà có yếu tố nguy cơ hô hấp hậu phẫu? Để trả lời câu hỏi đó thì có 3 cái nhóm mà chúng ta cần phải vào. Người mà có nguy cơ cao biến cố hô hấp hậu phẫu, đó là những người có bệnh nền nặng. Vậy bệnh nền tảng nặng là bệnh nào? Người mà có nguy cơ cao là những người có triệu chứng lâm sàng hiện tại xấu. Vậy xấu là xấu ra sao? Và đặc điểm phẫu thuật, tùy loại phẫu thuật mà nguy cơ hô hấp hậu phẫu nhiều hay ít. Chúng ta lần lượt đi từng một trong các phần này. Nói về bệnh nền tảng, thực sự khi nói về bệnh nền tảng thì một người có thể là vô vàn nhiều bệnh nền tảng. Nhưng để nói rằng bệnh nền tảng đó nó có làm tăng biến cố hô hấp hậu phẫu hay không, thì người ta vẫn phải làm những cái thử nghiệm lâm sàng, những cái nghiên cứu lâm sàng để trả lời cho cái quá trình đó. Và cái kết quả của quá trình nghiên cứu người ta đưa đến những bệnh nền tảng sau đây khi có thì sẽ làm tăng yếu tố tăng cái nguy cơ biến cố hô hấp hậu phẫu. Đó là những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đó là những người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, người bị thận mạng, người bị bệnh đái tháo đường, người suy tim và những người có thói quen hút thuốc lá và nghiện rượu. Như vậy thì trong rất nhiều các bệnh nền tảng có 7 cái thang, có 5 cái bệnh nền tảng chúng ta cần lưu ý và 2 cái thói quen là hút thuốc lá, uống rượu sẽ làm tăng yếu tố nguy cơ hô hấp hậu phẫu. Bây giờ tôi xa coi cái lâm sàng hiện tại. Khi nói về lâm sàng hiện tại thì thật là cơ mang nào là những dấu hiệu cơ lâm sàng hiện tại. Nhưng một lần nữa người ta lại tìm kiếm để xét xem những dấu hiệu lâm sàng hiện tại nào là những yếu tố tiên lượng, yếu tố là nguy cơ hô hấp hậu phẫu. Đó là tuổi lớn hơn 60, giảm SpO2 trong giai đoạn trước mổ, nhiễm trùng hô hấp trong vòng 1 tháng trước mổ, hemoglobin trong máu nhỏ hơn 10 gram trên decilit, tức là thiếu máu trong giai đoạn trước mổ, có hiện tượng sụt cân lớn 10% trong vòng 6 tháng qua,
và phân độ ASA, tức là theo cái hội mà gây mê Hoa Kỳ, là cao, lớn hơn 2. Về đặc điểm phẫu thuật thì thế nào? Thì người ta thấy rằng khi mà mổ, chúng ta can thiệp những vị trí nào gần cho cơ vần vào cơ hoành thì sẽ làm sau mổ hoạt động cơ hoành nó sẽ kém đi, và khi hoạt động cơ hoành kém đi thì hoạt động hô hấp nó sẽ bị giảm, và khi hoạt động hô hấp giảm như vậy thì cái biến cố hô hấp hậu phẫu nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Cho nên người ta lấy cơ hoành là một cái mốc để người ta nhìn xem cái phẫu thuật nào thì có nguy cơ cao hơn. Như vậy người ta thấy rằng phẫu thuật động mạch chủ, sửa động mạch chủ, phình mốc tắc động mạch chủ sẽ có nguy cơ hô hấp hậu phẫu cao nhất. Sau đấy đến những cái phẫu thuật trong lồng ngực, ví dụ như là phẫu thuật cắt thùy phổi, phẫu thuật ở mổ ở trên phổi, lấy u ở phổi, rồi sau đó đến những phẫu thuật bụng cao, ví dụ trong dạ dày, thì đó là những cái phẫu thuật có yếu cơ, có nguy cơ hấp hậu phẫu nhiều hơn. Rồi phẫu thuật thần kinh sẽ nhiều hơn là phẫu thuật đầu mặt cổ, nhiều hơn phẫu thuật mạch máu ngoại vi về nguy cơ hấp hậu phẫu. Về thời gian mổ, nếu mà đây một cái cuộc mổ kéo dài hơn 3 giờ thì nguy cơ hô hấp hậu phẫu sẽ cao. Về phương pháp vô cảm, nếu đây là vi mê toàn thân thì sẽ nguy cơ hô hấp hậu phẫu cao hơn gây tê tủy sống, cao hơn gây tê tại chỗ. Và đương nhiên nếu mổ mà mổ nội soi thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn mổ hở. Và về thời gian chuẩn bị thì mổ cấp cứu sẽ nguy cơ nhiều hơn mổ chương trình. Như vậy nếu xét về đặc điểm phẫu thuật thì ta cần hỏi người bệnh nhân sẽ được trải qua phẫu thuật loại nào để có thể ước lượng được nguy cơ hấp hậu phẫu nhiều hay ít. Và đó cũng là một trong những căn cứ để chúng ta đề nghị là người phẫu thuật viên có thể xem xét thay đổi về hình thức vô cảm, xem xét thay đổi về cái chiến lược phẫu thuật để rút ngắn thời gian phẫu thuật lại, xem xét cách để có thể sử dụng phương pháp nội soi thay thì phương pháp mổ hở. Như vậy thì chúng ta đã biết được rằng ai là những người sẽ được hưởng lợi bởi cái dịch vụ mà khám và đánh giá tiền phẫu của chúng ta rồi. Đó là những người có nguy cơ cao, đó là những người có bệnh đồng bệnh nền tảng nặng, những người có triệu chứng hiện tại nhiều và có những phẫu thuật nguy cơ. Bây giờ câu hỏi, vậy thì mình đánh giá như thế nào? Ở đây sẽ có những câu hỏi, nếu mà tôi không có hô hấp ký thì có đánh giá hô hấp tiền phẫu được hay không? Chẳng hạn như vậy. Thì thực ra chúng ta phải nhìn nhận rằng đánh giá hô hấp tiền phẫu cho một người bệnh đó là một đánh giá toàn diện. Nó phải kết hợp bởi hỏi bệnh, khám bệnh và xét nghiệm, chứ không chỉ là hô hấp ký. Vậy hỏi bệnh, chúng ta hỏi bệnh cái gì? Hỏi bệnh thì có 4 điều. Điều thứ nhất là các bệnh nền tảng và cái phân độ ASA hiện tại của bệnh nhân là phân độ nào. Vậy thì 5 bệnh nền tảng hồi nãy tôi đã trình bày, chúng ta cần phải kiểm tra có bệnh CVD không, bệnh OSA không, tức là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ đó, bệnh suy tim, đái đường và bệnh thận mạng. Lẽ dĩ nhiên những bệnh này là bệnh mạng tính lâu ngày, nếu nó đang ở trong giai đoạn ổn định thì nguy cơ hô hấp hậu phẫu nó thấp, nhưng nếu nó vào đợt cấp, ví dụ như suy tim đang vào đợt cấp, đái tháo đường mà đường huyết không được kiểm soát, CVD và vào đợt cấp, thì lẽ dĩ nhiên biến cố hô hấp hậu phẫu sẽ cao hơn. Và nếu rằng đây là một phẫu thuật có thể lên chương trình, có thể trì hoãn được, thì chúng ta sẽ khuyên trì hoãn những phẫu thuật đó. Khi mà chúng ta đẩy tình trạng đợt cấp trở về giai đoạn ổn định thì lúc đó mổ mới tốt được. Ở đây trả lời cho câu hỏi có nên hoãn mổ hay không, và hoãn mổ đến khi nào, khi bệnh nhân có các bệnh nền tảng như vậy. Thứ hai là bệnh nhân có triệu chứng gợi ý nhiễm khuẩn hô hấp không? Ví dụ như bệnh nhân có ho, bệnh nhân có khạc đàm, bệnh nhân có đau ngực, bệnh nhân có sốt không? Bệnh nhân có tình trạng đợt cấp của một bệnh phổi mạng, ví dụ như hiện tượng tăng lên của ho, tăng lên của đàm, của khó thở, và những điều đó diễn ra trong vòng một tháng qua, đúng không? Nếu bệnh nhân có những điều đó thì họ là có yếu tố nguy cơ hấp hậu phẫu. Như vậy thì câu trả lời là gì? Vậy thì nếu có thể được, có thể trì hoãn mở được, ta sẽ trì hoãn làm sao 4 tuần sau khi bệnh nhân chấm dứt những cái triệu chứng nhiễm khuẩn hô hấp này, thì đó là thời điểm mổ rất là tốt. Thói quen hút thuốc lá và nghiện rượu cũng làm cho bệnh nhân có thể nặng lên trong quá trình mà biến cố hô hấp hậu phẫu. Thì hồi nãy thì qua cái phần can thiệp tôi sẽ nói kỹ hơn về chuyện hút thuốc lá.
và chuyện nghiện rượu. Tình trạng sụt cân trong 6 tháng lớn hơn 10%. Như vậy trong hỏi bệnh không phải là chúng ta hỏi tất cả các điểm mà chúng ta tập trung vô những cái điểm ở trên đây, 4 điểm trên đây. Đây là phân loại thể chất theo ASA mà tôi cũng đoán rằng tất cả các quý vị đồng nghiệp cũng đã quen thuộc với bản này rồi. Nhưng mà tôi cũng xin phép chia sẻ ở đây. ASA 1 nghĩa là một bệnh nhân khỏe mạnh. Bệnh nhân khỏe mạnh ví dụ như là trong trường hợp ở đây là một bệnh nhân tự nhiên nó có thoát vị bệnh thôi. Nhưng mà thực ra cả cơ thể nó thì khỏe chả sao cả. Cái đấy được gọi là ASA 1. ASA 2 là bệnh nhân có một bệnh hệ thống mức độ nhẹ thôi. Ví dụ như là bệnh nhân có tăng huyết áp, bệnh nhân có đái tháo đường nhưng mà không có hề tổn thương quan đích gì hết. Đấy, cái nhóm số 3 là bệnh nhân có những bệnh hệ thống nặng và đe dọa đến tính mạng. Ví dụ như bệnh nhân có đang đau thắt ngực, bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ từ vừa đến nặng. Còn những bệnh nhân có khả năng chết rất là nhiều, đó là độ 4, ASA 4 đó. Ví dụ như là CVD giai đoạn nặng, giai đoạn cuối hoặc là suy tim giai đoạn sau. Đó. Còn những trường hợp ASA 4, 5 á, là bệnh nhân có khả năng tử vong liền trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và Y tức là phải cấp cứu ngay lập tức. Đây là phân độ thể chất cho ASA và chúng ta cũng nắm. Bây giờ chúng ta xem phần khám bệnh. Khám thì khám cái gì bây giờ khi mình được mời tới để khám hô hấp khẩu phẫu? Đây là khám hô hấp nha. Đương nhiên là nếu khám tim mạch tiền phẫu thì mình khám khác, khám hô hấp. Khám hô hấp thì chúng ta sẽ xem thử có bất thường của đường hô hấp trên hay không. Bệnh nhân là có béo phì hay không? Có cổ ngắn, vòng cổ to, cằm lẹn, lưỡi lớn hay không? Bởi vì nếu có những cái điều đó thì cái nguy cơ đặt nội khí quản sẽ rất là khó khăn. Nguy cơ rút nội khí quản sau này cũng khó và biến cố hô hấp hậu phẫu sẽ nhiều hơn. Chúng ta phải cảnh giác cho người ta về vấn đề gây mê và vấn đề xoay trở sớm sau khi mổ. Chúng ta sẽ tìm dấu hiệu thực thể bất thường ở đường hô hấp dưới, hiện giờ nó có hay không, nó có những dấu hiệu của suy hấp hiện có hay không, bệnh nhân có xanh tím, có co kéo cổ phụ, có giảm SpO2 hay không, có dị chứng của tắc nghẽn đường hô hấp dưới hay không, ví dụ như trường hợp ranh rít ranh ấy ở phổi có hay không, có tình trạng ứ khí phế nang bằng hiện tượng giảm âm phế bào và lồng ngực phồng hay không. Và mặc dù đây là khám hô hấp tiền phẫu nhưng tim với phổi là liền với nhau, cho nên chúng ta phải tìm, phải khám thêm bệnh nhân có dấu hiệu thực thể bất thường của tim mạch hay không. Bởi vì nếu có, nó cũng làm tăng yếu tố nguy cơ hô hấp hậu phẫu. Chứ không phải là bất thường tim mạch thì tăng yếu tố, tăng cái biến cố tim mạch hậu phẫu thôi đâu, mà cả hô hấp nữa. Bây giờ ta qua phần xét nghiệm. Khi nói đến xét nghiệm để đánh giá chức năng hô hấp tiền phẫu, nhiều người thường nghĩ rằng cho bệnh nhân đi làm chức năng phổi, chức năng hô hấp. Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem theo những cái khuyến cáo hiện tại, những chứng cứ hiện tại thì khuyên chúng ta làm gì và không khuyên chúng ta làm điều gì. Người ta khuyên hãy làm công thức máu, mà công thức máu sẽ lưu ý đến chỉ số hemoglobin. Bởi vì nếu hemoglobin mà nhỏ hơn 10 gram trên decilit thì cái biến cố hô hấp hậu phẫu nó tăng gấp 3 lần. Về sinh hóa thì hãy lưu ý đến thận, xem thử cái bun có lớn hơn 30 mg trên decilit hay không. Mình xem thử có albumin có nhỏ hơn 30 g trên lít hay không. Bởi vì suy dinh dưỡng, suy thận sẽ làm tăng yếu tố nguy cơ hô hấp hậu phẫu. X quang phổi, khi mà làm đến thăm dò chức năng hô hấp tiền phẫu, người ta cứ nghĩ phải đi chụp X quang phổi cho mọi người. Nhưng mà người ta nói rằng việc chụp X quang phổi này không giúp cho chúng ta có thể tiên đoán được biến cố nguy cơ hô hấp hậu phẫu đâu. Vì thế nếu được gọi là thường quy thì sẽ dùng cho người trên 50 tuổi và bệnh tim mạch, thì chúng ta sẽ chụp X quang phổi để với mục tiêu dùng X quang phổi để đánh giá tình trạng bệnh nền tảng của bệnh nhân hơn là để tiên đoán người này có khả năng có biến cố hô hấp hậu phẫu. Thăm dò chức năng thì có hai cái xét nghiệm liên quan thăm dò chức năng của mình là khí máu động mạch. Khi chúng ta hỏi người, người ta hỏi là thôi bệnh nhân này làm khí máu động mạch có nên không, thì y văn sau khi người ta nghiên cứu người ta nói rằng khí máu động mạch chỉ nên được chỉ định khi chúng ta nghi ngờ bệnh nhân này có một tình trạng tăng PaCO2 trong máu. Bởi vì tăng giảm oxy thì người ta dùng SpO2 người ta đo được rồi. Chỉ khi nào có tăng PaCO2 trong máu do một bệnh được gọi là hội chứng béo phì giảm thông khí OHS mà thôi. Bởi vì nếu có cái chuyện đó thì cái biến cố nguy cơ hô hấp hậu phẫu nó sẽ tăng lên. Và nếu có cái đó thì việc can thiệp cho bệnh nhân thở CPAP 5 ngày trước phẫu thuật làm giảm nhẹ biến cố nguy cơ hô hấp hậu phẫu. Cho nên khí máu động mạch chỉ được chỉ định khi chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có tăng CO2 trong bối cảnh béo phì giảm thông khí mà thôi, chứ không phải là ai ai mình cũng đi làm khí máu động mạch cả.
Thế còn chức năng hô hấp thì thế nào? Chức năng hô hấp thì người ta bảo rằng khi phẫu thuật lồng ngực thì tất cả bệnh nhân cần phải được trải qua xét nghiệm chức năng hô hấp. Để làm chi vậy? Để mà ta đưa ra một cái quyết định là bệnh nhân này có thể mổ được hay không? Đặc biệt trong những trường hợp phẫu thuật cắt phổi, bệnh nhân sau khi cắt một phần phổi thì cái phần phổi còn lại có đủ cung cấp chức năng phổi cho bệnh nhân sống được hay không? Cho nên bắt buộc là phẫu thuật lồng ngực thì phải làm chức năng hô hấp. Nhưng mà những phẫu thuật ngoài lồng ngực thì có phải ai ai cũng đo chức năng hô hấp không? Thì câu trả lời là không. Chức năng hô hấp chỉ được giới hạn cho những người có nguy cơ cao khi họ chuyển qua phẫu thuật lồng ngực mà thôi. Thì chút nữa chúng ta sẽ có cái bảng để đánh giá biết được rằng người nào thì có nguy cơ cao, người nào có nguy cơ vừa, người nào có nguy cơ thấp, để chúng ta lựa chọn được bệnh nhân nào cần phải làm chức năng hô hấp, bệnh nhân nào có thể không cần làm chức năng hô hấp. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên chức năng hô hấp là một cái xét nghiệm rất là an toàn, không có là xâm lấn gì cho bệnh nhân cả, và nếu chúng ta làm được thì hãy làm. Nhưng mà trên thực tế cũng có một số nơi người ta không thể thực hiện được, và không phải bệnh nhân nào cũng thực hiện được chức năng hô hấp ngay lập tức. Tôi nói một chút về cái chức năng hấp cho trường hợp phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật cắt thủy phổi. Mục tiêu ở đây là người ta nhìn nhận để xem rằng sau khi phẫu thuật đó thì người bệnh nhân với cái phổi còn lại họ sống được hay không. Vậy thì để đánh giá điều đó thì chúng ta cần phải làm chức năng hô hấp. Nhưng mà chức năng hô hấp phải chăng chỉ là đo cái khả năng thông khí bằng hô hấp khí hay còn phải đo bằng những cái khác nữa? Thì câu này được trả lời ở đây. Đầu tiên người ta phải đánh giá được rằng cái FEV1 và DLCO, tức là khả năng khuếch tán của màng phế nang phổi mạch sau phẫu thuật là bao nhiêu. Tại sao ở đây lại có sau phẫu thuật, chữ PPO là sau phẫu thuật? Ví dụ như là trước phẫu thuật FEV1 của ca này tôi nói là 2 lít. 2 lít thì tôi giả định rằng là nó do 19 cái thùy phổi, tiểu thùy phổi, cái phân thùy phổi, tức là bên phải thì có 10, bên trái thì có 9. Bây giờ tôi nói ví dụ bệnh nhân trước đó là FEV1 là 1,9 lít. Vậy thì có phải mỗi thùy phổi là 100ml để tạo thành 1,9 lít đó không? Vậy thì nếu mà cái phổi này tôi dự tính cắt đến 3 thùy phổi thì có phải tôi trừ đi 300ml không? Thì 1,9 lít trừ đi 300ml thì còn 1,6 lít. Tương tự như vậy DLCO, DLCO mà mình đo trước mổ thì được giả định là cho 19 phân thùy phổi. Bây giờ mình cắt đi bao nhiêu phân thùy phổi thì cái số DLCO còn lại nó sẽ giảm tương ứng như vậy. Như vậy người ta phải tính đoán ra được cái FEV1 và DLCO sau mổ dự đoán là bao nhiêu. Nếu cả hai cái này mà đều lớn hơn 10, hơn 90% thì mình đi qua bước bên yes là mình đi qua bước tiếp. Còn nếu no thì lúc bây giờ mình phải tính tiếp cái chuyện FEV1 sau mổ hoặc DLCO sau mổ có nhỏ hơn 30% hay không. Nếu mà thật sự nhỏ hơn 30% thì mình phải đi làm cái test gắn sức tim mạch tối đa, tức là CPET đó. Còn nếu cả hai mà lớn 30%, tức là tới giai đoạn này nè, nếu cả hai lớn 30% thì chúng ta không cần làm cái test gắn sức mà CPET đâu. Tại vì nếu mà làm cái mà test đo khả năng tim mạch gắn sức tối đa này thì không phải mọi nơi đều có. Nếu không phải mọi nơi đều có ở đây thì người ta dùng cái test mà leo cầu thang hoặc test đi bộ hình con thoi. Ở đây chúng ta sẽ có những chỉ số ví dụ như là test đi bằng đường tôi xin lỗi. Ví dụ như là cái test mà leo cầu thang là nhỏ 22 mét hoặc đi bộ con thoi nhỏ 25 vòng thì người ta làm cái CPET này. Còn nếu lớn hơn 22 mét hoặc là test đi bộ vòng thoi mà lớn 25 thì người ta sẽ đi qua bước tiếp. Vậy bước tiếp của mình là gì? Nếu mà những cái bước tiếp màu xanh này gọi là low group thì lúc bây giờ là low risk, là cái nguy cơ thấp, thì mình đi phẫu thuật thôi, được chưa? Phẫu thuật. Còn nếu mà high risk thì lúc đó mình đánh giá qua cái CPET, tức là đánh giá khả năng gắn sức toàn bộ, mình đo một chỉ số được gọi là chỉ số VO max, là khả năng tiêu thụ oxy tối đa. Và lúc bây giờ mình ta sẽ có những cái thông số một cách cụ thể về VO max này, và người ta sẽ đưa ra. Và như vậy đứng trước một trường hợp phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật cắt vỏ phổi thì người ta sẽ đưa ra ba cái option. Option thứ nhất là không nên mổ, tại mổ sẽ chết, đây là high risk. Nhóm thứ hai là nguy cơ trung bình, thì mổ sau khi tính lại, ví dụ hôm trước mình tính cắt 3 thùy phổi, nhưng bây giờ mình tính đi tính lại mình cắt 2 thùy phổi thôi thì tốt đó. Và cuối cùng thì cho nên mổ. Vậy thì như vậy á, thì tôi nhắc lại là đánh giá chức năng hô hấp thì được khuyên cho những trường hợp phẫu thuật, tức là routine á,
cho phẫu thuật mà lồng ngực, đặc biệt là phẫu thuật cắt phổi, mục tiêu chính của nó là tiên đoán khả năng bệnh nhân có thể sống được sau khi cắt phổi hay không, và đưa ra ba chọn lựa như vậy. Và khi nói đến đánh giá chức năng hô hấp đúng nghĩa để mà cho phẫu thuật lồng ngực thì không chỉ là đo hô hấp ký không, mà chúng ta còn phải đo hô hấp ký, đo khuếch tán của màng phía nam mô mạch và đo khả năng gắng sức tim phổi tối đa CPAP nữa thì mới được. Trong những bối cảnh chúng ta sẽ có những cái chọn lựa thay thế bằng cách chỉ cho bệnh nhân leo cầu thang hoặc là cho cái DTS đi bộ mà hình con thoi là đủ rồi, thì giống như tôi vừa mới trình bày hồi nãy. Bây giờ sau khi mình đánh giá xong rồi thì cái câu hỏi mà các bạn đồng nghiệp của mình hay hỏi là vậy thì cái người này nguy cơ cao hay nguy cơ vừa hay nguy cơ thấp, thì để trả lời những chuyện đó thì ở trên thế giới người ta đã làm ra những cái thang điểm, và có ba thang điểm được khuyến cáo, đó là thang điểm Ariscap, thang điểm Periscope và thang điểm Soler. Chỉ như vậy những cái thang điểm này, ví dụ đầu tiên là thang điểm Ariscap, đây là cái kết quả một cái nghiên cứu đoàn hệ tuyến cứu đa trung tâm mà mới cái cỡ mẫu đến 2.464 người, và người ta thấy được cái tỷ lệ biến cố hấp sau mổ là 5%, tỷ lệ tử vong sau 30 ngày mà nếu mà bị mà biến cố hấp sau mổ đó thì là 19,5% và 90 ngày là 24,4%. Và như vậy người ta đã đi đến được một thang điểm gồm 7 biến số với ngưỡng điểm từ 0 đến 123. Điểm càng thấp thì nguy cơ hô hấp hậu phẫu càng thấp. 26 nhỏ hơn 26 điểm thì biến cố nguy cơ hấp hậu phẫu thấp, tức là tỷ lệ bị sẽ 1,6% thôi. Nhưng mà từ 26 đến 44 điểm thì nguy cơ biến cố hấp hậu phẫu là vừa, là 13,3%. Và đến 44 điểm thì nguy cơ biến cố hấp hậu phẫu nó cao là 42,1%. Đây là 7 biến cố mà tôi vừa mà cái thang điểm này đạt được. Đó là gì? Đó là về tuổi, đó là về độ bão hòa oxy trước khi mổ, đó là nhiễm trùng hấp trước một tháng, đó là tình trạng hemoglobin trong máu, đó là vị trí phẫu thuật ở trên bụng cao hoặc là phẫu thuật ở trong lồng ngực, thời gian mổ nhỏ 2 giờ, từ 2 đến 3 giờ, lớn 3 giờ, có phải phẫu thuật cấp cứu hay không. Thì như vậy chúng ta cộng điểm rải theo các cái điểm ở bên tay phải này, nhỏ 26 thì là nguy cơ thấp, 26 đến 44 là nguy cơ cao, lớn 44 là nguy cơ 26 đến 44 là nguy cơ vừa và lớn 44 là nguy cơ cao. Tôi xin nhấn mạnh ở đây là không có chức năng phổi ở chỗ này. Như vậy để trả lời cho một số câu hỏi tôi cũng hay bị gọi, và một số đồng nghiệp cũng nói nếu bệnh nhân của tôi không thể đo hấp ký được thì làm sao, thì chúng ta sẽ xem thử bệnh nhân này có phải là chỉ định bắt buộc đo hấp ký hay không, nghĩa là có phải bệnh nhân có nguy cơ cao hay không, hoặc là bệnh nhân phải trải qua phẫu thuật lồng ngực hay không. Nếu mà hai câu đó đều không thì không cần đo hấp ký, mà chúng ta cũng có thể tiên đoán được chức năng mà cái nguy cơ hấp hậu phẫu của bệnh nhân này rồi. Thang điểm Periscope thì nghiên cứu này á, nó là đoàn hệ tuyến cứu đa trung tâm, số bệnh nhân là đến 5.099 bệnh nhân, là rất là nhiều, và nó ra được 7 biến số với ngưỡng điểm từ 0 cho đến 69 và tương tự như vậy. Nhỏ 12 điểm thì là nguy cơ thấp, 1,1% biến cố thôi. 12-52 thì nguy cơ vừa và lớn 3 là nguy cơ cao, 18,8. Và đây là các biến cố và quý vị cũng có thể xem được. Ở đây chúng ta có được là cái oxy SpO2 trước mổ là bao nhiêu, có triệu chứng hô hấp trong vòng một hiện tại hay không, có tiền căn bị bệnh tim hay không, ví dụ như là có NIHA1, NIHA2 vân vân, có tiền căn bị gan hay không. Rồi cái phẫu thuật của nó là gì? Phẫu thuật cấp cứu phải không? Vị trí mổ là gì? Vị trí mổ ngoại vi, vị trí mổ trong ngực cao, trong lồng ngực, bụng cao, bụng thấp vân vân, và thời gian phẫu thuật là gì? Ở đây một lần nữa chúng ta sẽ thấy không có cái thông số chức năng hô hấp ở đây, mà nó chỉ là những tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và phẫu thuật người bệnh nhân có hay không thì có thể tiên đoán được chuyện đó. Thang điểm của SCORE là thang điểm này là đoàn hệ tuyến cứu đa trung tâm, và chỉ có 268 bệnh nhân mà thôi, thì nó ra được 5 biến số, ngưỡng điểm từ trừ 2,6 cho đến 44,56, và điểm thấp thì nguy cơ cao. Thì ở đây chúng ta sẽ có là những biến số của nó là gồm có thời gian gây mê, rồi bệnh đồng mắc hô hấp, loại phẫu thuật hút thuốc lá, và riêng ở đây chúng ta có một chỉ số VO2 max dự đoán để chúng ta toán được rằng cái nguy cơ hấp hậu phẫu của nó hay không. Cho nên tôi nói rằng không phải tất cả những thang điểm đều không đưa chức năng hô hấp đi vào,
mà có một số tăng điểm cũng to, chức năng hô hấp đi vào và trên những người bệnh nhân cần phải thực đánh giá chức năng hô hấp, thì đây cái thang điểm Soler này có thể giúp chúng ta đánh giá được rất là chính xác. Bây giờ sau khi chúng ta đánh giá xong rồi, chúng ta phân loại bệnh nhân ra được rằng nguy cơ cao, nguy cơ vừa, nguy cơ thấp rồi, thì người ta sẽ hỏi với mình vậy chúng ta sẽ quyết định như thế nào. Thì chúng ta xin nói là quyết định mổ hay không mổ không phải là quyết định của bác sĩ hô hấp, mà quyết định mổ hay không mổ là quyết định của phẫu thuật viên. Phẫu thuật viên cần phải nhận lấy trách nhiệm đó trên cơ sở tham khảo những ý kiến của các đồng nghiệp của mình. Vậy thì trong trường hợp mổ khẩn không thể trì hoãn được, thì cho dù là như thế nào thì bệnh nhân cũng phải đi mổ. Và lúc bây giờ mình sẽ nói cho họ biết những điều gì mình có thể làm để làm giảm nhẹ được nguy cơ đó mà thôi. Chứ bác sĩ hô hấp thì không có quyền nói không mổ. Nhưng mà không có quyền không mổ thì như mình lại có quyền đưa ra lời khuyên. Lời khuyên là gì? Ừ, theo ý kiến của tôi thì nguy cơ hấp hậu phẫu rất là cao, chúng ta có thể hoãn mổ, chúng ta có thể không mổ, có thể vậy thôi chứ không có ra quyết định được. Vậy trong thời gian hoãn mổ và hoãn đến khi nào thì chúng ta phải làm những việc gì? Đó chính là chuẩn bị hô hấp trước mổ. Chuẩn bị cái thứ nhất là phải ổn định bên nền tảng. Vậy thì cái mục tiêu của mình là triệu chứng và chức năng phổi phải trở về mức cơ bản trước khi có thể mổ chương trình. Như vậy nếu người đàn bệnh CBD thì CBD phải ngoài được cấp và chức năng phổi của họ phải đang ổn định. Như vậy điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đo chức năng hô hấp lại trong những người mà đang có bệnh hô hấp nền tảng và đảm bảo một điều rằng chức năng hô hấp của họ giống như trước kia. Nếu bệnh nhân có bệnh suy tim thì triệu chứng của nó phải tối thiểu và khả năng gắng sức phải tối ưu trước khi mổ, và điều này thì phải hội chẩn chuyên khoa tim mạch. Bệnh nhân có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, có hội chứng giảm thông khí phế nang thì chuẩn bị hô hấp trước mổ cho những bệnh nhân này là nên khởi động điều trị CPAP cho họ trước mổ trong thời gian 5 ngày. Những điều này đã được chứng minh là làm giảm được biến cố hô hấp hậu phẫu. Cai thuốc lá là điều quan trọng, bởi vì người ta thấy rằng hút thuốc lá nó sẽ làm tăng nguy cơ biến cố hô hấp hậu sau mổ gấp 4 lần so với người không hút thuốc lá. Và nếu cai thuốc lá sẽ làm giảm nguy cơ biến cố hô hấp hậu phẫu sau mổ, biến cố hô hấp sau mổ từ 20 đến 41% so với không có người với người không cai thuốc lá. Thế thì cai thuốc lá bao nhiêu lâu thì mổ sẽ tốt? Người ta nói thời gian ít nhất là 4 tuần trước mổ. Cho nên nếu đây là mổ chương trình có thể trì hoãn được thì chúng ta nói bệnh nhân phải cai thuốc lá 4 tuần. Vậy thì cai thuốc lá tối ưu bao nhiêu thì sẽ được? Thì người ta nói hãy cai 8 tuần thì nguy cơ hô hấp hậu phẫu sẽ trở về như người không hút thuốc lá. Cho nên thời gian cai thuốc lá để có thể mổ được an toàn là từ 4 đến 8 tuần. Phải ngăn ngừa biến cố thuy tắc phổi sau mổ. Thì ở đây theo cái khuyến cáo của cái hội bác sĩ lồng ngực Hoa Kỳ thì người ta khuyên rằng là gì? Người bệnh mà trải qua phẫu thuật nguy cơ vừa, nguy cơ cao cho thuyên tắc phổi thì phải dùng heparin trọng lượng phân tử thấp. Còn nếu người có nguy cơ chảy máu cao không dùng được heparin trọng lượng phân tử thấp thì phải cho người ta bơm những cái nẹp hơi phòng thuyên tắc mà có bơm lên sẹp xuống gián đoạn. Hãy nhớ rằng nếu chỉ dùng một bình aspirin thôi thì không đủ ngăn ngừa thuyên tắc tĩnh mạch sâu và ngăn ngừa thuyên tắc phổi. Hồi nãy mình biết rằng nếu bệnh nhân suy dinh dưỡng thì người ta sẽ tăng nguy cơ hấp hậu phẫu, đặc biệt là albumin. Nhưng mà lại có cái nguyên cực, vậy thì mình truyền dịch cho bệnh nhân có được không? Thì người ta thấy rằng là nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch thì không giúp giảm biến cố hấp hậu phẫu, ngược lại nó còn tăng lên thêm nữa. Cho nên nếu thấy người ta gầy quá, albumin thấp quá mà người ta đè người ta ra để truyền albumin nâng lên rồi đi mổ với mong muốn rằng điều đó sẽ làm giảm yếu tố nguy cơ hấp hậu phẫu thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Ngược lại, người ta phải tăng cường dinh dưỡng trước mổ bằng những phương pháp ăn uống tự nhiên mà thôi. Thiếu máu thì thế nào? Hemoglobin mà nhỏ 10 gram trên decilit thì tăng nguy cơ biến cố hấp hậu phẫu gấp 3 lần so với người thường. Nhưng mà nếu mà lấy người này cho truyền máu trước rồi hãy mổ thì nó lại là yếu tố độc lập làm tăng nguy cơ biến cố hấp hậu phẫu. Cho nên là nói thiếu máu thì làm tăng nguy cơ, nhưng mà không thể truyền máu để giảm nguy cơ được, mà người ta phải điều trị thay thế bằng tìm ra nguyên nhân của thiếu máu bệnh nhân là gì, phải bổ sung vitamin B12, acid folic, bổ sung sắt đường uống hoặc là bổ sung sắt bằng đường truyền tĩnh mạch. Nếu trong trường hợp bệnh nhân uống sắt, bệnh nhân không dung nạp được, ói cào cọt bào bọt quá nhiều, hoặc thời gian phải đi mổ nhỏ 4 tuần thì uống sắt không đủ, lúc đó giờ người ta sẽ truyền sắt.
cải thiện chức năng hô hấp. Tôi nói rằng tôi đánh giá chức năng hô hấp của anh, làm thì tôi thấy chức năng nó kém quá, không có đi mổ được. Vậy thì phải tối ưu nó lên chứ, phải cải thiện chức năng hô hấp lên. Thì ta nghiên cứu ta thấy rằng mình nghĩ bụng rằng thở cơ hoành, thở chúng mô dẫn lưu cư thế, vật lý trị liệu hô hấp, làm hô hấp quý khuyến khích trước mổ, thì kết quả là chưa đủ chứng cứ có thể làm giảm biến cố hô hấp sau mổ. Mặc dù về mặt biện luận, về mặt cơ sở bệnh sinh, lý luận thì rất là hay, nhưng mà thực sự là không có hiệu quả. Nhưng mà nếu đây là bệnh CBD thì cái việc vật lý trị liệu phục hồi chức năng hô hấp trước mổ thì làm giảm biến cố hô hấp sau mổ. Như vậy nếu mình thấy bệnh nhân CBD chuẩn bị vào cuộc mổ thì chúng ta phải khuyên cho vật lý trị liệu lên khám và tập phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân. Có một cái việc tập là tập cơ hít vào bằng cái IMT, tức là Inspiratory Muscle Training á, thì người ta lại chứng minh được rằng nó giảm đến 50% biến cố hô hấp sau mổ, với cái tỷ số giảm nguy cơ tương đối là từ 0.26 đến 0.89. thì cái này nó trở thành một cái niềm, coi như là niềm đắng suy nghĩ của tôi nhiều lắm. Khi mà tôi thực hành hô hấp cho bệnh nhân thì tôi nghĩ nếu mà chức năng phổi của bệnh nhân yếu như vậy thì làm thế nào có thể làm được. Thì ngay chỗ mà chúng tôi làm lâm sàng, đó là ở chỗ phổi Việt đó, chúng tôi có một cái dụng cụ gọi là Power Breath, là một cái dụng cụ để rèn luyện chức năng của cơ hấp. Thì sau khi mình coi lại trong y văn á, thì đầu tiên chúng ta sẽ đo cái Pmax, tức là cái mà cái lực hít vào tối đa của người bệnh nhân á, trong tiền hít vào là bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ cài cái mức độ của cái gắng sức tối đa này là 50% cái Pmax này. Chúng ta cho bệnh nhân tập 6 lần mỗi ngày, mỗi lần tập 3,5 phút và nghỉ 1 phút. Thì mỗi lần tập bệnh nhân sao? Bệnh nhân ngậm viện vô trong cái màu trắng trắng ở đây nè, bệnh nhân hít mạnh vô. Ở phía dưới này chúng ta đã cài cái con chặn ở đây với cái lực, tức là bệnh nhân phải hút cao cái lực đó thì cái hơi thở đi vào được. Thì bệnh nhân hít vào 30 nhịp thở mạnh bằng 50% cái Tmax này. Và sau đó tập như thế, người ta thấy can thiệp sau mổ, tức là sau khi mổ thì như thế nào, thì chúng tôi thấy rằng là cải thiện chức năng sau mổ thì thở sâu, hô hấp khuyến khích, vệ sinh họng miệng, xoay trở thì có hiệu quả. Nghĩa là nếu chúng ta thực hiện cho bệnh nhân thở sâu, thở cơ hoành, làm hô hấp khuyến khích trước khi mổ thì không có hiệu quả, nhưng mà vừa sau mổ chúng ta làm thì là có hiệu quả. Cái điều số 2 chúng ta có thể làm là cho CPAP phòng ngừa. CPAP thì cái mức là 10cm nước trong vòng 6 giờ sau khi mổ, mà làm chủ động cho bệnh nhân thở luôn đó, thì giảm biến cố hô hấp sau mổ, nhưng mà không giảm được thời gian nằm viện. Một cái dụng cụ mà thời gian COVID này chúng ta hay có, tức là thở oxy dòng cao qua sông mũi, mặc dù nó cũng tạo được cái áp lực dương cuối thì thở ra cái tip đó từ 3 đến 5 cm nước, nhưng mà lại chưa được chứng minh là có hiệu quả làm giảm biến cố hô hấp sau mổ. Và đây là cái hô hấp kế khuyến khích mà chúng tôi nói. Thì cái này chúng ta có thể mua ở trên thị trường được. Chúng ta hãy nhớ là cái này sẽ dùng sau mổ. Thì cách dùng như thế nào? Trước khi mổ chúng ta phải cho bệnh nhân tập, thì bệnh nhân ngậm cái miệng của trong cái chỗ màu đỏ này nè, bệnh nhân hít vào, mỗi lần hít vào thì có cái van này nè, nó sẽ chạy lên trên, nó chạy lên như vậy thì mình sẽ thấy được cái mục tiêu của mình là bao nhiêu, nó chạy lên được bao nhiêu cái lít vô chỗ này. Như vậy là tập 10 lần một giờ, mỗi lần đó, thì hít sâu vào 3 đến 5 lần thôi chứ đừng hít quá, và tập đều đặn cho đến khi đi lại được, trong khi bệnh nhân đi lại khi xuất viện. Thì phương pháp hô hấp kế khuyến khích này có thể làm giảm được biến cố hô hấp hậu phẫu rất là tốt, mà chúng ta nên khuyên cho bệnh nhân, và điều đó cũng khả thi trong thực hành lâm sàng. Tôi xin kết luận bài trình bày của mình ba ý. Ý thứ nhất là biến cố hô hấp hậu phẫu là một nỗi ám ảnh của cả bác sĩ lâm sàng và người bệnh khi họ phải trải qua phẫu thuật. Bệnh nền tảng nặng với A, với SAS lớn 2, có triệu chứng hô hấp cấp tính, có vùng mổ gần cơ hoành, đó là các biến cố nguy cơ hô hấp hậu phẫu quan trọng. Biến cố hô hấp sau mổ là có thể đánh giá và can thiệp phòng ngừa được. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị đồng nghiệp, và hy vọng cái bài trình bày này thì cũng có thể chia sẻ một vài điểm mà quý vị cũng như tôi vẫn còn đang thắc mắc trong quá trình thực hành lâm sàng. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị. Rất là cảm ơn tiến sĩ Lê Khắc Bảo đã trình bày một cái bài hết sức là thiết thực về cái thăm dò chức năng hô hấp hậu tiền phẫu. Mà tôi thấy là cái vấn đề này là nó vẫn chưa có phổ biến, cho nên là rất là mong thì sau cái bài này thì sẽ có nhiều bác sĩ quan tâm hơn. Và bây giờ thì tới có nhiều câu hỏi đặt. Bây giờ trước hết tôi xin đặt cho bác sĩ
Phương Lan. Có một số bệnh nhân có tiền sử hen từ nhỏ, triệu chứng lâm sàng khám thì nghĩ là hen, nhưng khi cho đo chức năng hô hấp thì lại ra hội chứng tắc nghẽn nhưng mà không đáp ứng với test dạng phế quản. Những trường hợp này thì mình kết luận như thế nào? Vì gặp 2 ca thì anh chị lớn thì nói nó là ECO, tức là asthma COPD overlap, hội chứng chồng lấp dạ hen và COPD. Một số thì lại nói hen, mà em thì không chắc lắm, nên ra là rất là mong tiến sĩ Phương Lan sẽ trả lời. Cảm ơn câu hỏi của bạn, một câu hỏi rất là hay và rất hay gặp ở trong thực hành lâm sàng. Thế thì chúng ta thấy là có rất nhiều bệnh nhân bị hen, nhưng mà bệnh nhân này như là bệnh nhân này có tiền sử hen từ nhỏ, khi đo chức năng thông khí thì lại là rối loạn thông khí tắc nghẽn và test được phổi phế quản âm tính. Thế thì mình có thể chẩn đoán bệnh nhân này là bị ACO hay là bệnh nhân này là vẫn là hen. Thế thì các bạn lưu ý là gì? Như tôi đã trao đổi với các bạn, chức năng thông khí không phải là một cái gì rất là tuyệt vời, rất là đa năng, cái gì cũng có thể chúng ta chẩn đoán qua chức năng thông khí, thì nó không hề đặc hiệu cho một cái bệnh nào. Chính vì thế là chúng ta, đây là một trong những cái xét nghiệm để chúng ta tham khảo. Thế thì bệnh nhân với những cái khi mà chúng ta đọc kết quả chức năng thông khí như vậy và chúng ta là bác sĩ lâm sàng, chúng ta thấy cái kết quả như vậy thì chúng ta sẽ đắn đo là bệnh nhân này nên chẩn đoán là như thế nào. Thế thì về cái trường hợp này thì cũng có thể là ACO, nhưng mà tôi cũng chia sẻ là trong thực hành lâm sàng chúng tôi gặp rất nhiều các trường hợp mà đầu tiên chúng tôi tưởng là COPD cơ. Ví dụ như là bệnh nhân có tiền sử hút thuốc rồi là khó thở tăng dần rất giống COPD, nhưng mà rồi bệnh nhân cũng có hơi biểu hiện cũng thay đổi thời tiết, cũng khó thở cơn. Thế và chức năng thông khí thì rất là thấp và test hồi phục phế quản thì âm tính. Thế và cũng nghĩ là bệnh nhân này chắc là bị COPD rồi. Thế vì cả chức năng thông khí và cả lâm sàng cũng hướng tới như vậy. Thế nhưng mà sau 6 tháng thì điều trị thì bệnh nhân này chức năng thông khí trở về bình thường. Như vậy bệnh nhân này vẫn là một trường hợp hen. Thế thì với trường hợp cụ thể này của bạn thì bạn đánh giá như thế nào? Thì tôi thấy bệnh nhân này rất có nền tảng rồi, bệnh nhân này là hen rồi, bạn phải đi theo hướng hen. Thế còn chức năng thông khí mà nó không favor cho cái việc hen ấy thì bạn không có vấn đề gì lo lắng cả. Bạn cứ điều trị theo đúng hướng và bạn đánh giá lại. Chức năng thông khí lần này có thể như thế này, nhưng lần sau nó có thể thay đổi khác. Như trường hợp tôi chia sẻ với các bạn đấy là tôi còn rất nghĩ nhiều đến COPD, nhưng mà chức năng thông khí lại còn trở về bình thường. Rất là cảm ơn tiến sĩ Phương Lan. Tôi cũng rất là đồng ý như vậy. Thì Gina cũng nói rõ rồi, nếu mà mình đo cái chức năng hô hấp lần đầu làm cái test dạng phế quản mà không có đáp ứng thì là mình có thể điều trị. Sau 4 tuần là đã có thể xem lại rồi, có thể là đáp ứng rồi. Với cái câu thứ hai tôi cũng nghĩ là rất là quan trọng á, là tới bây giờ là Gold là vẫn đề nghị là mình xác định COPD ngay một lần đầu khi mà làm chức năng hô hấp. Nhưng như bác sĩ Phương Lan nói đó, nhiều khi là mình nghĩ là COPD nhưng sau khi điều trị thì nó lại phục hồi trở lại. Cho nên là cái việc mà chẩn đoán COPD là mình cũng không có nên là làm ngay khi có một lần hô hấp ký. Còn ECO thì nó phải có những cái tiêu chuẩn riêng rồi. Câu hỏi thứ hai cũng cho bác sĩ Phương Lan là trong cái ví dụ thứ hai của cô thì FEV1 giảm thì cho làm test hồi phục phế quản vẫn đúng chỉ định được không ạ? Như tôi vẫn chia sẻ với các bạn từ trước ấy, chức năng thông khí nếu phải có dấu hiệu tắc nghẽn thì chúng ta mới đo làm test hồi phục phế quản. Vì là để chúng ta đánh giá xem là sau test thì là nó có hồi phục hay không. Chứ còn nếu nó không có tắc nghẽn thì chúng ta không nên làm test hồi phục phế quản. Thế còn nếu chỉ giảm FEV1, chúng ta biết là cái tiêu chuẩn đầu tiên tiên quyết để chẩn đoán xem bệnh nhân có dấu hiệu tắc nghẽn hay không, đấy là chỉ số Gensler hoặc Tipno. Thế thì FEV1 nó có thể trong dấu hiệu thông khí hạn chế nó cũng giảm, chứ không phải chỉ giảm trong mỗi dấu hiệu thông khí tắc nghẽn. Chính vì vậy nên nếu bạn chỉ dựa vào mỗi FEV1 giảm mà để bạn làm test thì không chính xác, thì không hợp lý. Thế còn tôi sẽ quay trở lại cái kết quả thứ hai. Đây đúng không ạ? Đây là cái kết quả thứ hai đây. Thì bệnh nhân này thì là có dấu hiệu thông khí tắc nghẽn rồi. Trường hợp này cũng có dấu hiệu thông khí tắc nghẽn. FEV1 trên FVC là 53%. Còn trường hợp này thì FEV1 giảm 55%, FEV1 trên FVC là 85%, như là bệnh nhân này không có dấu hiệu thông khí tắc nghẽn.
mà chúng ta thấy là cả SVC và FVC đều giảm, cho nên trường hợp này chúng ta nghĩ nhiều đến rối loạn thông khí hạn chế. Chính vì thế tôi nói với các bạn là trong những trường hợp này thì chúng ta không nên chỉ định làm test cho bệnh nhân. Cho nên là không phải lúc nào là cứ có kết quả là chúng ta đều nghĩ là đúng. À, vâng, à, tôi chỉ có phân vân có một điều thôi, đó là bây giờ mình có những cái bệnh nhân mà họ được gọi là big boy, tức là những cái người mà rất là to con. À, khi mà mình đo chức năng hô hấp á, thì họ thấy bình thường. Nhưng mà khi mà làm test giãn phế quản đó, thì họ vẫn dương tính. Cho nên tôi cũng cũng rất là phân vân cái trường hợp mà có những cái trường hợp big boy thì các bạn cũng nên là cẩn thận. À, một cái câu hỏi nữa dành cho tiến sĩ Lê Khắc Bảo là cái việc mà giảm cân 10% trong 6 tháng qua đó thì là nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà tăng nguy cơ hô hấp hậu phẫu? À, cảm ơn câu hỏi của quý vị đồng nghiệp. Thì như vậy á, là quay về cái nghiên cứu mà ta tìm xem thử cái yếu tố nguy cơ á, của nào thì làm tăng yếu tố tăng cái biến cố hô hấp hậu phẫu, thì giảm cân 10% trong vòng 6 tháng qua đã được chứng minh một cách rõ ràng có ý nghĩa thống kê là làm tăng biến cố nguy cơ hô hấp hậu phẫu. Trong nghiên cứu đó người ta không có giải thích cái cơ chế bệnh sinh là vì sao giảm 10% trong 6 tháng qua thì làm tăng yếu tố nguy cơ hô hấp hậu phẫu cả. Như vậy thì tôi sẽ nhìn vô cái chuyện đó bằng những cái giải thích sau đây. Giải thích thứ nhất, tự nhiên mà lại có giảm cân 10% trong 6 tháng qua, điều đó chứng tỏ bệnh nhân đang có một cái bệnh nền tảng nào đó ở trong cơ thể. Ví dụ người ta có một cái ung thư, ví dụ người ta có một cái bệnh bị đái tháo đường, ví dụ người ta có một cái suy thận nào đó mà mình chưa phát hiện ra, nó chỉ mới biểu hiện ra ngoài bằng hiện tượng giảm cân lớn 10% trong vòng 6 tháng mà thôi. Và có lẽ đó là một yếu tố gây nhiễu, nó có thể làm tăng biến cố nguy cơ hô hấp hậu phẫu. Cái thứ hai là khi mà giảm cân 10% như thế thì coi như là các cơ của bệnh nhân cũng sẽ bị giảm đi, nước của bệnh nhân cũng sẽ bị ít đi, và điều đó sẽ làm tăng cái nguy cơ làm yếu cơ hô hấp sau mổ. Nhưng mà tôi xin nói lại, hai cái mà điều tôi giải thích là tôi suy nghĩ thôi, chứ ở trong cái nghiên cứu người ta đánh giá sự giảm cân và biến cố cơ hô hấp hậu phẫu của 10% thì người ta không nói lên điều đó. Trên thực hành lâm sàng thì sao? Trên thực hành lâm sàng mà dựa về evidence based medicine thì chứng cứ đã cho thấy rằng giảm cân 10% trong vòng 6 tháng làm tăng biến cố nguy cơ hô hấp hậu phẫu, thì chúng ta sẽ dựa vô đó trước, cho dù là mình đã giải thích một cách rõ ràng về mặt cơ sở bệnh sinh hay là chưa, thì mình cũng vẫn phải thực hành là giảm cân 10% trong 6 tháng thì tăng biến cố hô hấp hậu phẫu. Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Khắc Bảo. Và bây giờ còn những câu hỏi cũng dành cho tiến sĩ Phương Lan. Dạ, thưa cô, em hỏi. Dạ, thưa cô, em hỏi là bệnh nhân có FEV1 trên FVC là 0,68. Nhưng mà LLN, tức là Lower Limit of Normal, tức là giới hạn dưới, là chỉ có 65. Thì có được là chẩn đoán là rối loạn tắc nghẽn hay không? Câu này là rất là hay đó. Vâng, đúng rồi ạ. Câu này rất là hay. Thế thì chúng ta thấy là trong một số máy đo chức năng thông khí thì đo được LLN, thế còn một số máy thì không. Thì cũng như là trong cái bài trình bày tôi cũng đã trao đổi với các bạn, khi mà máy đo được LLN tức là gì? Tức là cá thể hóa từng trường hợp rồi, thì chúng ta sẽ lấy chỉ số LLN là nó chính xác nhất. Cho nên là trong trường hợp của bạn, thì còn nếu mà máy nào mà không đo được LLN thì các bạn sẽ sử dụng là 0,7. Trong trường hợp của bạn là bệnh nhân này có chỉ số Gensler là 68%, trong khi đó cái chỉ số LLN của bệnh nhân là 0,65. Như vậy là bạn sẽ lấy chỉ số LLN, như vậy là bệnh nhân này chưa có đoạn huy tắc nghẽn ạ. Cái chỗ mà 70 đó là tới bây giờ, tới thời điểm này thì Gold họ vẫn sử dụng cái 70 để mà làm một cái mốc để mà chẩn đoán tắc nghẽn. Nhưng mà các bạn thấy đó, đã có rất là nhiều tranh cãi, đặc biệt là đối với các cái nhà khoa học mà thuộc về dân sinh lý học là họ cực kỳ phản đối. Tại vì đương nhiên rồi, tất cả cái chỉ số nào nó cũng phải giảm theo thời gian hết, và nó cũng phải được đặc trưng cho giới tính, cho chiều cao, cho tuổi nữa. Cho nên nếu máy của các bạn
xài được LLM, tức là giới hạn dưới lower limit of normal, thì chúng tôi cũng rất là khuyến khích các bạn dùng LLM. Thì cái máy Coco của bác sĩ Phương Lan là dùng được đấy. Và xin chỗ này em xin có ý kiến được không ạ? À vâng, bác sĩ Bảo nói. Thì ở trong cái trường hợp này, thì đối với câu hỏi này thì tôi có một số cái bình luận như sau. Thì đúng là chúng ta dựa trên lower limit of normal, khi mà FEV1, FEVC, LLN là 0.65, mà chỉ số của ta là FEV1, FEVC là 0.68, mình kết luận bệnh nhân không có tắc nghẽn. Thì kết luận như vậy á, là mình mới dựa vô cái con số mà thôi. Tuy nhiên á, có hai điều chúng ta cần phải để ý. Chúng ta phải khẳng định rằng là FEV1 trên FVC này của bệnh nhân là thực nó như vậy, hay chẳng qua vì cái FVC nó bị giảm giả tạo mà chúng ta có cái chỉ số FEV1 FVC là 0.68. Ở trong cái ví dụ số 3 của cô Phương Lan đó, thì nếu mà được cô Phương Lan share màn hình thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái ví dụ đó ở trong trường hợp này. Xin cô Phương Lan share cho màn hình cái ca lâm sàng số 3 cô Phương Lan. Đây. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là trong một số trường hợp khi bệnh nhân tắc cái ca lâm sàng số 3 cơ, số 3 mà nó có cái sự cái gần cuối á cô, cái ca lâm sàng cuối cùng á, nó có cái sự khác biệt rất là nhiều của cái SVC và FVC, cái ca lâm sàng cuối cùng á. Thì chúng ta sẽ lưu ý á, là trong trường hợp khi bệnh nhân thở ra mà chậm, tức là slow SVC đó, cái cuối cùng á cô. Rồi lên cái đó, click vô. Rồi, ở trong cái ca lâm sàng này mình thấy nè. Đúng rồi, ý cái này có phải cái cuối cùng chứ ạ? Chưa phải cái cuối cùng cô Lan ơi. Cái hồi nãy cái cuối cùng cô vừa mới click vô đó, một cái là 2.56. Đây. Đúng rồi, cô click rồi, cô mở lớn ra đi à. Đây rồi. Rồi, giờ chúng ta nhìn vô cái này. Chúng ta thấy trên cái ca này, mình chia ra là FEV1 đến FVC lúc này nó có 0.68 à. Đúng không? Nhưng mà hãy nhìn lên xem coi là cái SVC tức là slow volume với là FVC, thì cái slow volume đó là 2.56 mà còn cái FVC là 1.95. Tại sao nó chênh nhau đến 500 ml như vậy? Cái câu trả lời là bởi vì khi mà người ta thở ra nhanh quá thì những cái người mà có tắc nghẽn luồng khí nó đóng lại cái đường hô hấp xa, cái đường thở nhỏ, làm cho cái khí nó bị bẩy lại trong phế nang, nó tạo thành một tình trạng air trapping như vậy, làm cho FVC ra ngoài nó không có được 2.56 như là khi người ta thở chậm, làm cho chỉ số FEV1 trên FVC bây giờ nó 0.68 à. Nếu ta lấy cái FEV1 chia cho SVC tức là 2.56 trong trường hợp này, thì con số đâu có phải là 0.68, nó chỉ là 0.50 mấy thôi. Cho nên trong cái bối cảnh mà khi chúng ta nhìn thấy FEV1 trên FVC nó sắp xỉ với LLN thì chúng ta phải nhìn lại xem cái FVC này có phải FVC thật không, hay là FVC đã bị air trapping rồi. Thì lúc bây giờ chúng ta có thể so sánh cái chỉ số FVC và S, tức là slow volume và fast volume đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ biết được rằng cái này nó chẳng qua là một cái tình trạng bị bẫy khí mà thôi. Và chúng ta biết rằng bẫy khí cũng là một dấu hiệu của tắc nghẽn luồng khí. Đấy là một mặt lý luận. Còn về mặt hướng dẫn thì hướng dẫn của ATS-IRS năm 2005 đã chỉ ra một trường hợp FEV1 trên FVC lớn hơn LLN nhưng vẫn là tắc nghẽn như thường khi mà có hiện tượng air trapping đó. Lúc bây giờ chúng ta phải nhìn qua cái chỉ số TLC mà đo bằng phế tân ký đó để mà mình nhận ra được điều đó. Nếu bệnh nhân có FEV1 trên FVC lớn hơn LLN mà TLC vẫn lớn hơn cao, tức là có hiện tượng bẫy khí á, hiện tượng mà ứ khí phế nang, thì ca này vẫn đặt là tắc nghẽn luồng khí như thường. Như vậy thì trong bối cảnh này không phải cứ FEV1 trên FVC lớn hơn LLN là không có tắc nghẽn. Thì tôi có ý kiến như vậy thôi ạ. Xin cảm ơn ạ. Rất là cảm ơn tiến sĩ Lê Khắc Bảo. Cái đề tài này chắc là mình phải đi qua một cái buổi khác mà nói về phế thần ký. Vì đúng là những cái bệnh nhân mà bị tắc nghẽn đường dẫn khí, khi mà mình cho họ làm cái forced vital capacity, tức là dung tích sống gắng sức, thì sẽ bị bẫy khí. Mà nếu mà FVC mà nhỏ thì chỉ số Gansler FEV1 FVC sẽ lớn. Và như vậy mình sẽ bỏ sót cái trường hợp tắc nghẽn. Thì thật sự ra là ở Bệnh viện Đại học Y Dược chúng tôi làm cả hai.
chúng tôi làm slow vital capacity và làm FVC, và chúng tôi sẽ chọn cái nào lớn hơn, và như thế thì giữa Gensler và Tiffanol thì sẽ lấy cái nào nhỏ hơn thì nó sẽ bị bớt được cái tình trạng là bị air trapping mà mình đã không nhận biết được. Và nếu mà có air trapping thì đúng là, thật ra đúng là ở trên nước ngoài khi nào các bạn có cái hô hấp ký bất thường là các bạn đã phải đổi qua cái phế thân ký rồi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi làm về phế thân ký khác nữa, thì lúc đó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Xin hỏi tiếp tiến sĩ Phương Lan là FEV1 trên FVC thì nhỏ hơn 70%. Không có rối loạn thông khí hạn chế. Làm test giãn phế quản thì âm tính. Nhưng mà FEV1 trên FVC sau test lại lớn hơn 70%. Như vậy kết luận trường hợp này như thế nào? Xin cảm ơn cô. Vâng. Về câu hỏi của bạn Vựng rất là hay. Đấy là gì? Đấy là chúng ta dựa vào cái chỉ số Gensler trước test là dưới 70%. Nhưng mà sau đó thì sau test thì cái chỉ số này lại lớn hơn 70%. Tuy nhiên là nếu mà bạn nhìn cái chỉ số FEV1 thì nó không đạt được 12% và 200ml. Vậy thì trường hợp này kết luận như thế nào? Thế thì như tôi cũng đã trao đổi với các bạn là gì? Cái chỉ số mà để đánh giá là có tắc nghẽn hay không, đấy là chỉ số Gensler hoặc là chỉ số Tiffanol, giống như là cô Tuyết Lan vừa chia sẻ cùng với chúng ta. Thế thì khi nếu mà cái chỉ số này không còn, tức là nó không còn ở trong giá trị tắc nghẽn nữa, thì như vậy là sẽ là đã là hồi phục. Và chúng ta cũng biết là trong chức năng thông khí thì nó có các loại đọc trong cái test hồi phục phế quản này thì nó có các mức độ như sau. Một là test hồi phục phế quản âm tính, test hồi phục phế quản dương tính và test hồi phục phế quản hồi phục hoàn toàn. Tức là gì? Là dương tính nhưng cũng có thể chưa hoàn toàn, nhưng mà đã hồi phục hoàn toàn, tức là không còn tình trạng tắc nghẽn nữa. Nên là theo ý kiến của tôi thì khi các trường hợp mà cái tiêu chuẩn để chẩn đoán tắc nghẽn không còn thì như vậy là hồi phục hoàn toàn, mặc dù là FEV1 vẫn thấp và cái tỷ lệ về FEV1 trước test và sau test là không đạt được như là dương tính. Thế thì theo em thì là như vậy. Em xin nhờ cô Tuyết Lan chia sẻ thêm, và những cái trường hợp như thế này gặp trên lâm sàng rất nhiều quá. Thật sự ra đó là nếu mà mình chỉ dựa trên Gensler và Tiffanol không thôi á, thì là cũng chưa có thể nói được là có đáp ứng hay là không. Thì các bạn thấy là chuẩn mực nhất là như tiến sĩ Phương Lan nói là quý vị sẽ dựa lên trên FEV1 tăng được 12% và 200ml. Đối với trẻ con dưới 12 tuổi thì nó chỉ cần tăng 12% là được rồi. Quý vị không cần con số 200ml. Đó là cái tiêu chuẩn về đáp ứng. Thì sách vở nào cũng nói bao nhiêu đấy thôi. Nhưng mà khi mà làm ở Bệnh viện Đại học Y Dược, giống như bác sĩ Lê Khắc Bảo cũng đã làm việc với chúng tôi trước đây, thì chúng tôi thấy là có khi nó đáp ứng qua FVC, có khi nó đáp ứng qua SVC, Slow Vital Capacity. Và đặc biệt là tôi rất là thích cái chỉ số lưu lượng đỉnh, Peak Expiratory Flow Rate. Nó vẫn cho phép mình sử dụng với cái lưu lượng đỉnh kế, nhưng mà trên hô ký thì nó không tính. Thì như vậy tôi thấy là nó cũng không đủ đâu. Thành ra là các bạn sẽ coi là có đáp ứng hay không. Và nếu mà sau cái test giãn phế quản mà nó lại thấy hết tắc nghẽn thì các bạn cũng phải coi lại cái chẩn đoán ban đầu của mình là có thể coi được hay không. Bác sĩ Lê Khắc Bảo cho thêm ý kiến đi. Dạ, cảm ơn cô. Thì thực ra đối với trường hợp này á, thì tôi có một số chia sẻ như sau. Thứ nhất là chia sẻ về mặt từ ngữ. Thì từ ngữ của mình có hai cái từ. Một cái từ gọi là phục hồi, và cái từ thứ hai là từ đáp ứng. Đáp ứng với test giảm phế quản, đáp ứng với test giảm phế quản là sự cải thiện FEV1 và hoặc FVC. Ở đây phải có FVC mới được, lớn 12% và 200cc như cô Lan vừa nói. Ở trong cái chuyện đáp ứng thế này á, thì chúng tôi lưu ý và thấy ở trong cái Ivan cũng đã nói, nếu mà CPD á, thì nó sẽ đáp ứng thiên về FVC. Tức là FVC sẽ cải thiện, tức là lại giảm được tình trạng bẫy khí, là FVC sẽ tăng 12% và 200cc. Còn đối với hen suyễn thì nó sẽ đáp ứng FEV1, nghĩa FEV1 tăng 200 và 12%. Đó là cái phần thứ nhất. Còn thứ hai là phục hồi. Phục hồi là khi FEV1, FVC có vượt trên LLN hoặc là vượt trên 70% hay không. Có rất là nhiều trường hợp có đáp ứng mà không phục hồi. Đó là trường hợp của CPD. CPD vẫn có FVC tăng 12%, 200cc, nhưng mà FEV1 của FVC vẫn nhỏ hơn 0,7 như thường.
cũng có những trường hợp không đáp ứng mà có phục hồi, giống như trường hợp của câu hỏi này. Cho nên câu này tôi sẽ trả lời trong cái hố ký là đây là một hố ký có tắc nghẽn phục hồi hoàn toàn nhưng không đáp ứng với thuốc giảm phế quản. Mình phải làm rõ minh bạch cái chuyện đó mới được. Cái ý nữa là tôi muốn phát biểu là ở trong trường hợp khi mình đo FOV1 đến FVC nó bình thường lớn LLN hoặc lớn 70% thì có làm test giảm phế quản hay không? Đối với riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng tôi vẫn làm test giảm phế quản, đặc biệt nếu lâm sàng tôi hồ nghi rằng đây là một trường hợp hen suyễn. Bởi vì hen suyễn nó được định nghĩa bằng cái hiện tượng tăng phản ứng phế quản. Cho nên có thể là mình nhìn thấy nó chưa có tắc nghẽn vậy thôi, nhưng mà đó là trên bản thân người bệnh đó với cái chỉ số mà mình gán cho họ là FOV1 FVC 0.7 thôi. Nhưng đối với họ khi mà xịt thuốc giảm phế quản thì nó cũng đáp ứng 12% 200cc thì cái đó cũng là một chức năng phổi bất thường rồi. Lúc đó tôi trả lời là không có tắc nghẽn luồng khí nhưng lại có đáp ứng với thuốc giảm phế quản, và đó cũng là một trong các tiêu chí để chẩn đoán là bệnh hen suyễn chứ không phải là không. Cho nên là riêng tôi thì tôi vẫn nghĩ là mình vẫn nên làm test giảm phế quản ngay cả trong trường hợp chức năng nó mình chưa thấy hiện tượng tắc nghẽn, và càng nên làm nếu mình nghi ngờ đây là hen suyễn nữa. Xin hết ạ. Tôi là hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Lê Khắc Bảo về cái câu trả lời này. Và các bạn nhớ là đối với COPD là các bạn phải đọc ở cái sau test giảm phế quản. Nếu sau test giảm phế quản mà có phục hồi thì như vậy là không phải là COPD. Nhớ là COPD là vẫn tắc nghẽn sau khi test giảm phế quản. Bây giờ chúng ta cũng gần hết giờ, tôi xin đọc câu hỏi cuối cùng dành cho tiến sĩ Lê Khắc Bảo. Ở bệnh viện em, các bác sĩ ngoại khoa hoặc là gây mê hay mời bệnh bác sĩ nội lên làm tiên lượng hô hấp trước mổ. Nhưng mà hiện nay mảng này bên em chưa có chuẩn rõ. Cho em hỏi là tiên lượng hô hấp trước phẫu thuật chỉ dựa vào chức năng hô hấp hay có bảng phân tầng nguy cơ trước phẫu thuật riêng ạ? Em xin cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì tôi thấy câu hỏi này hồi nãy nó xuất hiện trước khi trình bày luôn. Thì ra là trong bài trình bày đã có rồi đó. Thì là mình có ba cái bảng tiên lượng phân tầng đó, bảng A Ariscas, bảng Periscope với lại là bảng Scone. Thì trong ba bảng đó chỉ có cái bảng cuối là bảng Scone là yêu cầu của đo chức năng hô hấp thôi. Cái ý số 2 là người chỉ định đo chức năng hô hấp là gì? Đó là những người trải qua phẫu thuật lồng ngực. Ví dụ người ta mổ cắt phổi, mổ ung thư phổi, mổ sửa động mạch chủ. Hoặc là người có nguy cơ cao sau khi mình đánh giá phân tầng vậy thì những người đó buộc lòng phải đo chức năng hô hấp. Lúc đó bệnh viện mà không có thì mình phải khuyên người ta gửi qua bệnh viện khác mà đo. Chứ chớ vì người ta không có thì mình nói thôi đừng đo luôn thì không được. Còn những trường hợp còn lại thì không cần phải đo. Ví dụ như là người ta không có mổ trong lồng ngực, người ta không có nguy cơ cao thì lúc bây giờ mình cũng không, mà mình đánh giá qua những cái bảng Ariscan hoặc bảng Periscope nó nguy cơ thấp mà bệnh viện cũng chẳng có máy đo hấp ký nữa thì cũng không có bắt buộc là bắt người ta đi đo cho kỳ được. Thì đó là ý kiến của tôi như vậy ạ. Xin hết ạ. Tôi xin góp ý trước khi mà chúng ta kết thúc buổi thảo luận này. Ở bệnh viện Đại học Y Dược thì thật sự ra đó là một bệnh viện phẫu thuật, mỗi ngày một làm, họ làm cả 100 ca đại phẫu. Và chúng tôi thấy có những trường hợp rất là kinh khủng. Như COPD thì bác sĩ Bảo đã nói rồi đó, đó là một cái nguy cơ rõ. Nhưng các bạn nhớ đây là một bệnh rất là âm thầm, cho nên nhiều khi người ta không biết. Tới khi mình làm hô hấp ký với thuốc giãn phế quản thì mình mới phát hiện được ông này bị COPD. Đó là điều thứ nhất. Và cái thứ hai nữa đó là không nói tới hen phế quản thì tôi cũng hơi sợ đó. Tại vì nếu mà hen phế quản mà không được điều trị tốt, không được ổn định thì trong cái cơn phẫu thuật nó có thể xảy ra một cái co thắt và xảy ra biến chứng. Cái biến chứng thì rất là ít, 2% thôi, nhưng mà nó có thể làm mất não hoặc là làm tai biến mạch máu não sau này. Cho nên tôi vẫn, cái hô hấp ký hiện nay là nó đã rất là phổ biến rồi. Cho nên dù gì đi nữa, nếu mà các bạn làm phần phẫu thuật mà đối với những bệnh nhân nguy cơ cao thì đương nhiên rồi, ở vùng bụng cao, mổ ngực, mổ tim và còn nhiều cái chỉ định khác thì rất là nên làm cái hô hấp ký. Bởi vì sau đây thì chúng tôi lại còn có thêm một cái chương trình khác, cho nên là xin chấm dứt cái buổi thảo luận ở đây. Thì rất là cảm ơn tiến sĩ Đoàn Thị Phương Lan, cảm ơn tiến sĩ Lê Khắc Bảo đã chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế, những cái suy nghĩ hết sức là sâu sắc của các bạn. Và dĩ nhiên là cái phần thăm dò chức năng hấp thì mình còn nhiều lắm, đúng không?
còn phế thân ký, còn CPET, còn DLCO, thì rất là mong là Hội Hô hấp Việt Nam cùng với DocQT sẽ tổ chức thêm những cái buổi hội thảo khác để chúng ta có thể mời được các cái chuyên gia cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu của mình. Thế thì phần thảo luận đến đây là hết. Các bác sĩ nhớ làm cái phần post-test để mà nhận được CME. Và một lần nữa, xin cảm ơn hai báo cáo viên, cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam và cảm ơn DocQT và xin chào mọi người. Xin chào cô, cảm ơn dạ. Bác sĩ Lan, cảm ơn tất cả quý vị đồng nghiệp. Dạ, xin chào. Cô, chào thầy giáo, chào DocQT, chào tất cả dạ. Các bạn ạ.